Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 140. Anh cười nói, quả nhiên là nơi thích hợp luyện công. Anh lập tức ngồi xếp bằng, dùng truyền thừa của Thiên Đế kết hợp với những gì mình tự học bắt đầu tiến đến cảnh giới Thiên Thánh. Lúc tu luyện, anh bắt đầu cải thiện vũ trụ nhỏ, khiến từng ngôi sao trong vũ trụ nhỏ đều đạt đến trạng thái chân thực. Đang tu luyện, một luồng sáng đáp xuống, chính là ánh mặt trời của vũ trụ chính. Ngô Bình lập tức tu luyện dưới ánh mặt trời chiếu xuống. Đồng thời, dưới đất và xung quanh cũng có năng lượng ngưng tụ không ngừng, đi vào vũ trụ nhỏ của anh, khiến nó càng lúc càng hoàn thiện. Kinh nghiệm và trí tuệ của Thiên Đế giúp anh được rất nhiều, sau khi rời toàn bộ tài sản và sinh linh, vũ trụ nhỏ của anh bắt đầu co lại, cuối cùng biến thành một điểm cực nhỏ. Điểm này giống như một hố đen khổng lồ, không ngừng hút năng lượng từ bên ngoài. Về sau vũ trụ nhỏ sẽ không còn ý niệm thời gian, phát triển dưới hình thái thần kỳ. Tâm vũ trụ trước kia cũng được tiến hóa toàn bộ, trở thành sức mạnh của bản thân Ngô Bình. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, điểm nhỏ kia đột nhiên bành trướng, hình thành khí thái sơ, thái sơ thần Thủy Anh Thu được cũng đều dung nhập vào trong. Một luồng khí áp đảo đất trời phóng ra từ trong thân thể anh, cuối cùng anh được bước qua được điểm mấu chốt, trở thành thiên thánh. Thiên đế cho rằng, Thiên Thánh có 7 tầng cảnh giới, hiện tại Ngô Bình đang ở Thiên Thánh tầng thứ nhất, cảnh giới Thái Sơ. Ngô Bình mở mắt, đám thú giữ báo kia ở cách đó không xa, đều lên tiếng chúc mừng chủ nhân trở thành Thiên Thánh. Ngô Bình khẽ cười, tôi muốn xem thử kho báu của Thiên Đế. Tinh tinh, Thiên Thánh tầng thứ nhất, có thể mở được một kho báu. Đưa Ngô Bình đến một đại điện, bên trong có rất nhiều dương lớn nhỏ, mắt Ngô Bình sáng lên sau đó mở ra một cái trong đó. Trong dương có một con dao găm, cầm nặng tay. Anh biết ngay đây là vật dụng của vũ trụ chính, lực sát thương của nó ngoài sức tưởng tượng. Ngay khi Ngô Bình tu luyện thiên thánh, nhóm người Lý Giật đang chơi đùa trong đan hoàng các. Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng vang trong hư không, một con mắt bão xuất hiện trên đỉnh đầu, bên trong truyền đến âm thanh giận dữ. Là ai giết chết ma thần tuần tra? Xuất hiện chịu chết đi, âm thanh này chấn động đất trời, vô cùng đáng sợ. Nghe thấy lời này, Hỏa Phượng Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói, thứ gì mà dám đến khiêu khích ta? Cô lao ra khỏi đan hoàng các, đã thấy trong mắt báo xuất hiện một tu sĩ hùng mạnh, nửa người nửa thần, cũng là một cao thủ kỷ nguyên, hơn nữa khi thế anh ta còn hơn cả Hỏa Phượng Nhi. Hỏa Phượng Nhi kinh sợ trong lòng, cô ấy quan sát đối phương, hỏi An là ai? Tôi chính là thống lĩnh tuần tra Thiên Đình, là cô đã giết chết 500 thần ma tuần tra của tôi sao?" Anh ta tức giận hỏi. Hỏa Phượng Nhi cười lạnh, "Là tôi thì sao? Tốt lắm, nộp mạng đi." Anh ta Dương Cung, một mũi tên bay đến, mang theo khí tức chết chóc, bắn về phía Hỏa Phượng Nhi. Mũi tên đầy sát ý, thân thể Hỏa Phượng Nhi lại không nghe theo điều khiển, vẻ mặt cô ấy thay đổi, kêu lên, "Chết tiệt, đánh không lại!" Vì thế, cô liều mạng dùng hết sức, bóp nát ngọc phù trong tay. Đây là do Ngô Bình để lại, nếu cô ấy gặp nguy hiểm có thể dùng. Mũi tên bay đến giữa chừng, mắt thấy sắp tấn công được hỏa phượng nhi, thì thời gian bỗng dừng lại, vạn vật cứng đờ, kể cả thống lĩnh tuần tra bên trong mắt bão kia. Hư không bị kéo rách một đường, trong hư vô u tối, một bàn tay vươn ra, sau đó Ngô Bình đi ra. Hỏa Phượng Nhi vừa gặp nguy hiểm, anh đã cảm nhận được, sau đó lập tức xé rách thời không, xuất hiện trước mặt cô ấy. Anh vươn tay nắm lấy mũi tên, nhẹ nhàng bẻ gãy, sau đó ném xuống đất. Lúc này, thời gian lại khôi phục, mắt báo tiếp tục xoay chuyển, thống lĩnh tuần tra bên trong ngây người, nhìn Ngô Bình chầm chầm hỏi anh là ai? Ngô Bình lạnh nhạt nói, muốn giết chết con gái tôi, anh to gan thật. Vừa dứt lời đa đánh một quyền về phía đối phương, một quyền ấn khổng lồ xuất hiện, thống lĩnh tuần tra lấy một tấm khiên ra ngăn lại, thì nghe thấy âm thanh vang vọng, khiên vỡ vụn, trưởng ấn thì đánh vào ngực anh ta. Anh ta hét lên, phun ra máu, ngã từ trong mắt báo. Ngô Bình tiến lên, một tay nắm lấy đầu anh ta, thản nhiên nói, động đến người nhà tôi, chắc chắn sẽ chết. Thống lĩnh tuần tra cười lạnh, tôi là thân thể bất tử, anh không thể giết chết tôi được. Vậy sao, Ngô Bình lấy dao găm từ vũ trụ chính, kéo một đường trên cổ anh ta. Bỗng chốc, đầu người rơi xuống, thống lĩnh tuần tra thét lớn, thần hồn bị tiêu diệt. Thì ra, trong thân thể anh ta có 5 dấu ấn kỷ nguyên, mỗi dấu ấn đều ẩn chứa thời không rất thần bí, có được bọn chúng, đồng nghĩa gắn chặt sinh mệnh mình với vũ trụ. Cho dù kẻ địch tiêu diệt anh thì cũng chỉ có thể phá vỡ một trong những ấn ký mà thôi. Chứ không thể giết chết hoàn toàn. Thế nhưng, dao găm của Ngô Bình đến từ vũ trụ chính, có lực sát thương rất mạnh, dao găm lướt xuống, lập tức tiêu diệt thể xác tinh thần và toàn bộ dấu ấn kỷ nguyên, biến mất hoàn toàn. Giết chết thống lĩnh tuần tra, thiên đình chấn động, nhưng sau đó cũng không cử ai đến thêm. Không lâu sau đó, thiên đình đại đế đã xử tử vị phi tử kia, tiếp đó gia tộc sau lưng phi tử kia cũng biến mất khỏi nhân gian, giống như chưa từng tồn tại. Quay về đan hoàng các, thái hoa đạo tôn đi ra cô ấy cười nói huyền bình cậu lại đột phá rồi ngô bình nói chị lạc chị cũng vậy thái hoa đạo tôn cười nói so với cậu thì còn kém xa nói chuyện mấy câu cô ấy nói huyền bình chị phải rời đi rồi ngô bình vội hỏi chị lạc muốn đi đâu thái hoa đạo tôn khẽ thở dài nói năm đó chị bị người gần gũi nhất làm hại nên mới sụp đổ chị nhận được tin trong gia tộc có chuyện, chỉ phải quay về giải quyết, đồng thời chấm dứt ân oán năm xưa với người kia." Ngô Bình nói, "Chị Lạc, chuyện của chị là chuyện của em, em đi với chị." Lạc Ngưng Đan khẽ cười, "Huyền Bình, chuyện của chị, bản thân chị quyết định, chị không muốn liên lụy đến cậu." Ngô Bình, "Không được, một mình chị quay về em không quan tâm." Lạc Ngưng Đan bất đắc dĩ, nói, "Thôi được, cậu muốn đi thật vậy thì ở bên cạnh xem thôi." tự chị sẽ giải quyết ngô bình rất hiếu kỳ hỏi chị lạc người năm đó hại chị là ai lạc ngưng đan im lặng một lúc rồi nói em gái ruột của chị ngô bình ngây người em gái ruột làm hại chị gái lạc ngưng đan khẽ thở dài nói gia tộc chị là thế lực lớn thứ hai ở đại lục tinh lan cao thủ trong tộc xuất hiện rất nhiều nhưng gia tộc càng lớn tình người càng bạc béo chị có thiên phú đan đạo dưới sự bồi dưỡng trong gia tộc, đã trở thành đạo tôn, trình độ luyện đan cũng tăng không ngừng. Vì vậy, gia tộc đứng đầu đại lục Tinh Lan, thế tử nhà họ Trình là Trình Văn Hổ cử người đưa xính lễ, muốn kết duyên với chị. Nói thật, lúc đó trong lòng chị cũng có chút vui mừng, dù sao có thể gả vào nhà họ Trình đối với chị cũng không có gì xấu. Nhưng sau khi nhà họ Trình đưa lễ không lâu thì em hái chị Lạc Châu lại liên thủ với mẹ ruột mình, cướp lấy đạo cốt ra thịt của chị, trở thành dáng vẻ của chị, sau đó lại chiếm được truyền thừa đan đạo của chị. Ngô Bình, nói như vậy, chị và Lạc Châu là cùng cha khác mẹ, cô ta và mẹ cô ta đã hại chị. Lạc ngưng đan, Lạc Châu biến thành dáng vẻ của chị, nếu không phải chị dựa vào bí pháp chuyển thế trọng sinh thì kết cục vô cùng bi thảm. Ngô Bình, chị Lạc, chị là đạo tôn, sao lại bị ức hiếp như vậy, chị không phản kháng sao? lạc ngưng đan cười khổ cậu biết mẹ của lạc châu là ai không bà ta vốn là người nhà họ trình tuy địa vị trong gia tộc không cao nhưng thực lực lại mạnh lúc đó bà ta cũng có tu vi đạo tôn hơn nữa bà ta đã ra tay trước với chị đương nhiên chị không có sức phản kháng vẻ mặt ngô bình giận dữ người đàn bà độc ác này đúng là đang chết chị lạc em nhất định sẽ xả giận cho chị lạc ngưng đan nói chị nhận được tin người đàn bà độc ác kia chuẩn bị ra tay với mẹ chị ngô bình mấy năm nay bà ta vẫn không làm gì tại sao đột nhiên lại muốn ra tay lạc ngưng đan mẹ chí mới sinh một bé trai căn cơ nó rất tốt người đàn bà độc ác này không muốn thấy người khác sống tốt ngô bình bỗng tò mò cha chị không quản sao lạc ngưng đan thở dài cha chị tu vi rất thấp bây giờ đều nghe theo người đàn bà độc ác kia ngô bình lập tức lắc đầu vậy chị lạc chuẩn bị làm gì lạc ngưng đan quay về trước bảo vệ mẹ và em trai chị thù mới nợ cũ cũng phải chấm dứt rõ ràng với hai mẹ con ác độc kia ngô bình được chuyện này không nên chậm trễ bây giờ xuất phát thôi trong vũ trụ có rất nhiều đại lục ví dụ đại lục hồng hoang ví dụ như đại lục thương hải lúc trước ngô bình từng đi lục địa tinh lan cũng như vậy hơn nữa anh trước giờ không ở trong khuyên giới, vì vậy cảnh giới tu sĩ trên đại lục tổng thể đều vượt xa tu sĩ trên lục địa hồng hoang. Hai người đến đại lục Tinh Lan, Ngô Bình lập tức cảm nhận được, lục địa này có nhiều sức mạnh sao trời hơn lục địa khác, sức mạnh này khiến Ngô Bình cảm thấy có chút quen thuộc. Chị Lạc, đây là sức mạnh sao trời sao? Anh hỏi. Lạc ngưng đan cười nói, cậu cảm nhận được, đây là sức mạnh sao trời, đến từ một ngôi sao trên bầu trời, chúng ta gọi là chủ tinh, đế tinh. Hai người đáp xuống trong thành phố rộng lớn, trên bầu trời xây dựng rất nhiều đình đài lầu các, đây là thành phố Ba Triều. Có những quần thể kiến trúc giống như một thành phố nhỏ, lơ lửng trên không, xung quanh đều là mây. Ngô Bình Hiếu Kỳ, người đại lục tinh lan các chị đều thích dựng quạt cao vậy sao? Lạc ngưng đan, ừ, chủ yếu là nhà xây cao, thì có thể hấp thụ được nhiều sức mạnh sao trời, sau đó, cô ấy chỉ vào một vườn hoa rộng đến vạ mẫu trên không, nơi đó chính là nhà trước kia của chị. Ngô Bình, chúng ta lập tức đi cứu người. Lạc Ngưng Đan, Huyền Bình, không cần gấp gáp vào lúc này, mẹ và em trai chỉ tạm thời đã an toàn. Sức mạnh sao trời Đại Lục Tinh Lan ở bên ngoài không hề có, đây cũng là nguyên do mà Đại Lục Tinh Lan xuất hiện rất nhiều thiên tài, thực lực tổng thể đều cao. Huyền Bình, chị nghĩ cậu có thể mua nhà ở đây. Có thời gian thì đến đây hấp thụ sức mạnh sao trời. Cậu xem nhà cửa trong thành phố này, có rất nhiều hộ từ bên ngoài đến mua. Ngô Bình, những căn nhà này còn có thể mua sao? Lạc Ngưng Đan, đương nhiên được, chỉ là những căn nhà có độ cao khác nhau thì giá khác nhau. Giống như nhà chị, giá cả khoảng chừng 50 tỷ tiền đạo. Đương nhiên còn có cao hơn, giá hơn mấy trăm tỷ tiền đạo. Ngô Bình, vậy thì cũng không đắt Chị Lạc, những căn nhà nào là bán? Lạc Ngưng đàn đưa anh bay đi một đoạn, nhà ở nơi này rõ ràng ít hơn nhiều, cách một khoảng xa mới xuất hiện một căn nhà. Quyền Bình, nơi này là tầng cao nhất của Đại Lục Tinh Lan. Muốn có một chỗ ở đây, chỉ có mỗi tiền vẫn chưa đủ, mà còn phải có thực lực mạnh. Lúc trước, từng có rất nhiều gia tộc đến đây ở, nhưng chưa được mấy ngày đều rời đi, bởi vì thực lực bọn họ không đủ. Ngô Bình, đi mua nhà ở chỗ nào? Lạc Ngưng Đan chỉ vào vườn hoa có diện tích 78 vạn mẫu phía trước nói chính là tòa này. Lúc chị còn nhỏ, thì biết nó đã bán ra ngoài. Không ngờ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bán được. Ngô Bình, tại sao không có ai mua? Lạc Ngưng Đan, không phải không ai mua. Lúc trước căn nhà này cũng qua tay mười mấy chủ rồi, nhưng cuối cùng đều bỏ nhà mà đi. Nghe nói, căn nhà khá dị tà, rất dễ chết người. Ngô Bình cười nói, chị tin cách nói đó sao? Lạc ngưng đan cười nói, đương nhiên chị không tin, đến tám chín phần là có người làm trò. Huyền Bình, cậu có gan mua nhà không? Audio điện tử võ tấn bền. Ngô Bình, đương nhiên, giá cả thế nào? Hiện tại có lẽ giá không cao, chúng ta đi hỏi thử xem. Nói rồi, Hai người bay đến bên cạnh vườn hoa, xuất hiện ở khoảng đất trống trước cửa. Dưới cửa có một người giúp việc đang ngồi đó lim dim ngủ. Nhìn thấy có người đến, anh ta vội đứng dậy, hỏi: "Hai người có chuyện gì sao?" "Lạc Ngưng Đan, căn nhà này bán thế nào?" Người giúp việc sáng mắt, nói: "Đang giảm giá, 370 tỷ tiền đạo." "Lạc Ngưng Đan, anh về hỏi chủ nhân, 300 tỷ có bán không?" nếu bán thì tôi lập tức đưa tiền. Người giúp việc vội nói, được được, bây giờ tôi đi hỏi ngay. Anh ta lấy pháp khí dùng để giao tiếp, chạy sang bên cạnh nói chuyện. Chưa đến 10 phút, anh ta tươi cười quay lại, nói, hai vị, chủ nhân nhà tôi đồng ý bán rồi, xin hai vị đợi chút. Quả nhiên, không bao lâu, một nhóm người đã bay đến, một người trong đó bị mù một mắt, gãy một tay, tay còn lại duy nhất thì cầm hợp đồng mua bán vừa gặp mặt người này đã vui vẻ giao giấy tờ cho ngô bình giống như hợp đồng này là lời nguyền rủa vậy thoát khỏi càng sớm càng tốt đợi ngô bình trả tiền xong người này nhìn ngô bình nói từ cầu thêm phúc đi sau đó quay đầu rời đi giống như sau lưng có quỷ đuổi theo vậy giao dịch diễn ra rất nhanh ngô bình cất hợp đồng dùng chìa khóa mở cửa lớn cửa vừa mở anh đã nhìn thấy bên trong trăm hoa đua nở Tuy đã lâu không có ai ở, nhưng con rối bên trong vẫn luôn chăm sóc vườn hoa, vì vậy mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, vì vậy mọi thứ đều sạch sẽ không một hạt bụi. Đến nơi này, Ngô Bình cười nói, hoàn cảnh không tệ. Lạc Ngưng Đan chỉ là hơi vắng người. Ngô Bình vừa vươn tay chỉ đã đưa 300 thị vệ trong thiên cung chuyển đến. Anh đã đặt cấm chế trên người các thị nữ, bất cứ khi nào cũng có thể gọi đến các thị nữ lập tức bận rộn làm việc, nơi này bỗng chốc đã có khói lửa. Ngô Bình đến vườn hoa phía sau, nhắm mắt tập trung tinh thần khơi thông với rất nhiều ngôi sao trên trời. Rất nhanh sau đó, anh đã tìm được chủ tinh kia, anh phát hiện chủ tinh này ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh, thậm chí tinh thần anh không thể lại gần nó, mà chỉ có thể vây xung quanh. Ngô Bình cao mày rồi phóng đạo thần ra ngay về phía ngôi sao chính đó. Đạo thần của anh đã được ánh sáng của vũ trụ chính rèn luyện nên vô cùng mạnh mẽ. Một ảo ảnh xuất hiện trên ngôi sao chính kia, một bàn tay lớn vung lên rồi cầm lấy ngôi sao chính trong tay. Ngô Bình sáng mắt lên rồi lẩm bẩm, chắc đây là mảnh vỡ vì sao của vũ trụ chính, thế mà lại xuất hiện ở đây, bảo sao nơi này được gọi là Đại Lục Tinh Lan. Anh cất mảnh vỡ đi rồi thu đạo thần lại, sau đó ném mảnh vỡ ấy vào trong vũ trụ thái sơ của mình. Ngay sau đó, sức mạnh sao trời mạnh mẽ đã tiến vào cơ thể anh. Ngôi sao chính của Đại Lục Tinh Lan biến mất lập tức đã làm kinh động đến rất nhiều tu sĩ, liên tục có các tia độn quang xuất hiện ở phía chân trời để tìm dấu vết của ngôi sao chính. Nhưng dù họ có tìm thấy nào thì cũng không thấy nữa. Ngôi sao chính biến mất rồi ư? Không thể nào. Lẽ nào ngôi sao chính bị đại năng nào đó lấy mất rồi? Không đâu ngôi sao chính mạnh lắm, dù cường giả cấp vũ trụ cũng không thể tới gần, ai mà lấy nó đi được. Lúc này, Ngô Bình đang dốc toàn lực hấp thu sức mạnh sao trời để củng cố cảnh giới đạo tổ lên viên mãn. Đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở vườn hoa như một bóng ma. Người này đang chuẩn bị tìm kiếm ở xung quanh, nhưng không biết Ngô Bình đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ rồi hỏi, ngươi là ai? Người kia giật bắn mình, sau đó vô thức vùng thanh đao trong tay lên. Chen! Thanh đao đã bị ngô bình kẹp bằng hai ngón tay, người kia dùng hết sức nhấc đao ra nhưng không được. Bụp! Ngô bình tung một trưởng vào lưng người đó, ông ta kêu hự một tiếng rồi ngã xuống đất. Tiếp đó, ông ta bị ngô bình đạp một chân vào mặt, anh hỏi ai sai ông đến đây? Không nói thì ta dẫm chết luôn người kia cảm thấy đầu mình sắp bị dẫm bẹp nên hét lớn tôi nói đừng giết tôi ngô bình giảm lực đi nói mau là nhà họ trình nhà họ không cho phép người khác sống ở đây người kia vội nói đây là một người đàn ông trung niên tu vi cấp đạo quân ngô bình tại sao không cho người khác ở vì họ không muốn ai khác sống gần đây lạc ngưng đan chợt đi tới rồi nói nhà họ trình sống không xa đây đâu ngô bình đá cho người kia ngất xỉu sau đó ngẫm nghĩ một lát rồi nói với lạc ngưng đan nhà họ trình có biết chuyện lạc châu đóng giả trị không lạc ngưng đan chắc không vì một khi chuyện này lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ lạc còn lạc châu thì nhà họ lạc đã tuyên bố với bên ngoài là cô ta mất tích rồi ngô bình chắc mắt hỏi chị lạc ở đâu thì có đông người lạc ngưng đan thành không tinh đến đó thì muốn mua gì cũng có ngô bình thế mình đến đó đi lạc ngưng đan hỏi huyền bình cậu muốn chị cố tình lộ diện để khiến nhà họ trình hiểu lầm à ngô bình cười nói cô ta quá độc ác mình không thể để cô ta được như ý lạc ngưng đan ngẫm nghĩ rồi nói ừ vậy làm theo em bảo đi vì thế cả hai đã sửa soạn lại thật đẹp sau đó xuất hiện ở thành không tinh với thân phận là người yêu của nhau thành không tinh chính là một vì sao Bên trong thành có rất nhiều khoảng trống. Về sau, dần có người đến đây làm ăn, sau đó người cứ đông dần rồi hình thành một thành phố đông đúc như hiện giờ. Không lâu sau, Ngô Bình và Lạc Ngưng Đan đã đến nơi. Họ nắm tay nhau nói cười đi dạo khắp nơi. Cửa hàng trong thành nhiều, đương nhiên quán rượu cũng không ít. Họ đi tới một nơi sầm uất nhất, ở đây toàn bán đồ quý. Họ đi qua một cửa hàng bán trang sức ngô bình đứng lại rồi cười nói chị lạc em chọn vài món trang sức cho chị nhé lạc ngưng đan nhìn anh rồi nói em mua cho chị không sợ các cô vợ ở nhà ghen à ngô bình tu hành đến cảnh giới như chúng ta rồi thì đâu còn tình cảm trần tục nữa lạc ngưng đan cười nói ừ thế chị không khách sáo nữa đây là cửa hàng trang sức lớn nhất ở đây bất kỳ món đồ nào cũng có giá cao ngất lạc ngưng đan vừa vào trưởng quỹ đã sáng mắt lên rồi vội ra đón trình phu nhân cô đến rồi ạ à? ngô bình không giải thích mà nói ông chủ mang món đồ trang sức quý nhất trong cửa hàng ông ra đây ông chủ thoáng nghi hoặc rồi cười hỏi cậu trông hơi lạ xin hỏi là ngô bình đặt tay lên eo của lạc ngưng đan rồi cười nói tôi là người yêu của cô ấy ông chủ run lên tròng mắt suýt rơi ra ngoài nhưng vẫn cố hỏi lại, người yêu ạ. À? Ngô Bình, đúng. Ông chủ vội nhìn ra chỗ khác, không dám hỏi gì thêm nữa mà nói, mời đi theo tôi, trang sức quý ở trên tầng 5. Ba người đi lên tầng 5, Ngô Bình thấy giá trang sức ở đây rẻ nhất cũng cả trăm triệu. Chúng không chỉ là trang sức nữa, mà còn có hiệu quả như một món pháp khí. Ví dụ như một đôi hoa tai, bên trên có khắc trận pháp cỡ nhỏ nó không chỉ có sức phòng vệ tuyệt vời, mà còn khiến dung nhan của người đeo phù hợp với quy luật của trời đất nên sẽ ngày càng đẹp hơn. Ngô Bình chọn một lúc thì lựa được một chiếc vòng tay trông rất đẹp và có 6 công dụng, giá là 2.8 tỷ. Anh không chút lưỡng lự mà mua luôn rồi đeo cho lạc ngưng đan. Cứ thế, anh còn chọn thêm hơn chục món tráng sức nữa rồi cả hai mới rời đi họ vừa đi thì ông chủ đã cầm lấy bùa truyền tin để tám chuyện với một ông chủ khác. Alo, anh chu à, anh biết gì chưa, thiếu phu nhân nhà họ trình có bổ đấy, người kia trông có lai lịch khác lắm, còn mua bao nhiêu trang sức quý ở chỗ tôi cho trình phu nhân. Các thế lực đỉnh cấp ở Đại Lục Tinh Lan tự tạo thành một vòng tròn, ông chủ này vừa tung tin ra thì đã có hơn trăm người biết, chẳng mấy cũng đã đến tai nhà họ trình. Lúc này, Lạc ngưng đan do Lạc Châu đóng giả đang ở nhà mẹ đẻ, cô ta đang bàn cách tiêu diệt mẹ đẻ và đứa em trai vừa chào đời của Lạc ngưng đan. Mẹ của Lạc Châu tên là Trình Phượng Nghi, thoạt nhìn chỉ như thiếu nữ ngoài 20 vô cùng xinh đẹp, bà ta nói, Châu Nhi, mấy năm qua, mẹ chưa giết bà ta là vì bị bố con cấm cản. Giờ bà ta còn dám sinh con, hừ mẹ không thể tha cho bà ta được nữa. Lạc Châu, bà ta cẩn thận lắm mẹ à, toàn trốn trong nhà, làm người của con không có cơ hội ra tay. Trình Phượng Nghi, ừ, hơn nữa còn có bố con bảo vệ nữa, đúng là phiền phức. Lạc Châu ngẫm nghĩ rồi nói, chờ một thời gian nữa, bố bà ta sẽ mừng thọ đúng không mẹ? Kiểu gì bà ta cũng về chúc thọ, đến lúc ấy mình có thể ra tay diệt cả hai mẹ con bà ta luôn để phòng hậu họa. Trình Phượng Nghi, nhưng chuyện lớn như vậy có khiến người khác sinh nghi không? lạc châu cười lạnh nhiều năm qua con đã móc nối rất nhiều quan hệ giờ còn quen vài nhóm cướp lớn đến lúc đó con sẽ nhờ họ ra tay trình phượng nghi gật đầu tốt quyết vậy đi đúng lúc này một nha hoàn chợt hấp tấp chạy vào báo thiếu phu nhân không hay rồi thiếu gia đang nổi giận và bảo người về ngay lạc châu ngạc nhiên hỏi nổi giận gì chứ nha hoàn không rõ ạ à, nhưng thiếu gia đang rất giận Người đã đánh chết mấy hạ nhân rồi." Lạc Châu cau mày nói, "Ừ, ta sẽ về ngay." Phía khác, Ngô Bình và Lạc Ngưng Đan đã đi dạo khá nhiều cửa hàng, họ đều vào các cửa hàng lớn, ông chủ của các cửa hàng này đều biết Trình phu nhân. Vì thế, tin đồn đã lan đi rất nhanh, cuối cùng nhà họ Trình không ngồi yên được nữa mà cử người đến thành không tinh kiểm tra ngay. Ngô Bình và Lạc Ngưng Đan vừa ra khỏi một cửa hàng thì có một tốp cao thủ xuất hiện đi đầu là một cao thủ cấp đạo tổ khi trông thấy lạc ngưng đan người đó xứng người nói thiếu phu nhân đúng là cô ở đây ư lạc ngưng đan thờ ơ nói anh nhận nhầm người rồi tôi không phải thiếu phu nhân nhà anh tôi là lạc ngưng đan người đó ngẩn ra nói sai sao được thì tên của thiếu phu nhân là lạc ngưng đan mà lạc ngưng đan tôi là lạc ngưng đan nhưng không phải thiếu phu nhân nhà anh người kia mù mờ không hiểu chuyện gì ngô bình cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên lẽ nào ở đây cũng có một người tên lạc ngưng đan ư người kia ngẩn ra nói tôi là dương quản sự của nhà họ trình lạc ngưng đan là nhị thiếu phu nhân của trình phủ chúng tôi ngô bình nói với lạc ngưng đan ngưng đan hay có ai giả mạo trị rồi gả vào nhà họ trình rồi lạc ngưng đan không thể nào chỉ có tu vi cấp đạo tôn còn là thầy luyện đan lẽ nào người giả mạo chị cũng biết luyện đan ư? Ngô Bình hỏi quản sự kia, Dương quản sự, nhị thiếu phu nhân nhà anh có biết luyện đan không? Dương quản sự méo mặt, thiếu phu nhân nhà hắn luôn lấy lý do tu luyện có vấn đề nên chưa từng luyện đan. Nhưng nhà họ trình cũng không dục, dẫu sao sớm muộn cô ấy cũng luyện đan cho họ thôi. Giờ hắn nghĩ lại mới thấy thiếu phu nhân nhà mình đầy vẻ mờ ám. Dương quản sự hít sâu một hơi rồi nói, hai vị có thể đến trình phủ một chuyến để làm rõ chuyện này được không? Ngô Bình cười nói, được thôi, phiền dẫn đường. Lúc này, có một người đàn ông anh Tuấn cao lớn mặc áo bảo màu lam đang bực dọc nhìn lạc ngưng đan giả mạo quỳ trước mặt mình, mắt anh ta sắp phun ra lửa rồi. Tiện nhân, cô dám ngang nhiên đi với trai ở ngoài phố, chán sống rồi hả, người đàn ông chất vấn, đây chính là Trình Vân Kiệt nhị thiếu gia của nhà họ Trình có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi gần đó, đây chính là tam phu nhân của nhà họ trình, mẹ của trình vân kiệt, giờ bà ta cũng đang giận tím mặt. lạc ngưng đan, cô nói rõ ra xem nào, người đàn ông đó là ai? tam phu nhân lạnh giọng hỏi. lạc châu cúi lên vì không biết ai hại mình, cô ta khóc lóc nói, thưa mẹ và anh, con về nhà mẹ con thật mà, chứ có đến thành không tinh đâu ạ. À. chát Trình Vân Kiệt tát cho cô ta một cái rồi nói cô còn dám chối à? Ít nhất đã có một trăm người nhìn thấy các người, người của tôi cũng thấy. Lạc Châu hoảng loạn, lẽ nào Lạc Ngưng Đan chưa chết ư? Không thế nào, rõ ràng cô ấy đã chết rồi mà. Đúng lúc này, Dương Quản Sự đi vào rồi hành lễ nói, Phu nhân, thiếu gia, có một người tự nhân là Lạc Ngưng Đan đã được tiểu nhân dẫn về. Trình Vân Kiệt ngẩn ra, một lạc ngưng đan khác ư anh ta nhìn lạc châu rồi nghiêm giọng hỏi chuyện này là thế nào lạc châu hoảng hốt cô ta đã kiểm chứng được hoài nghi và chắc chắn người bên ngoài là lạc ngưng đan thật nên nói mình à nhất định là lừa đảo anh mau đuổi cô ta đi đi trình vân kiệt híp mắt lại rồi nói dẫn người đó vào đây một lát sau ngô bình và lạc ngưng đan đã đi vào khi Lạc Châu nhìn thấy họ thì lập tức tái mặt với vẻ hoang sợ. Lạc Ngưng Đan mỉm cười nói, "Trình thiếu gia, lâu rồi không gặp." Trình Vân Kiệt nhìn Lạc Châu rồi lại nhìn Lạc Ngưng Đan, sau đó hỏi, "Rốt cuộc cô là ai?" Lạc Ngưng Đan, "Đương nhiên tôi là Lạc Ngưng Đan," dứt lời, cô ấy vung tay lên, linh khí tích tụ trên không và tạo thành một viên đan dược cô ấy cười nói chỉ có thầy luyện đan tài giỏi mới hiểu được thủ pháp luyện đan trên không của tôi trình vân kiệt lập tức hiểu ý của cô ấy nên lườm lạc châu rồi nói cô cũng thi triển thuật luyện đan trên không cho tôi xem ngay lạc châu vã mồ hôi hột rồi run rẩy nói mình sức khỏe của em trình vân kiệt nổi giận tiện nhân cô dám giả mạc lạc ngưng đan nói mau cô là ai lạc châu khóc lóc nói mình em là lạc ngưng đan mà cô ta là giả mạo hu hu trình vân kiệt nhìn về phía hầu gái của lạc châu đây là hầu gái đi theo cô ta từ nhà mẹ đẻ đến đây anh ta hỏi nói mau nếu có nửa lời gian dối tôi sẽ diệt cả nhà cô nha hoàn nào đã gặp chuyện thế này nên lập tức sợ tái mặt rồi nói tiểu nữ nói tiểu thư không phải lạc ngưng đan mà là lạc châu em gái của lạc ngưng đan ạ à. trình vân kiệt gào lên tiễn nhân cô dám lừa tôi mau cho tôi xem mặt thật ngay lạc châu run lên không dám nói gì ngô bình cười nói muốn xem mặt thật của cô ta thì dễ mà anh đi tới gần lạc châu rồi vung tay lên lạc châu hét lên đau đớn thần hôn bay ra thể xác bên ngoài xuất hiện những phủ văn quỷ dị ngô bình liếc nhìn rồi nói đây là bí thuật đánh cắp thể xác và tu hành của người khác chắc anh cũng nhìn ra rồi Trình Vân Kiệt không chút nghi ngờ mà bắt lấy thần hồn của Lạc Châu, sau đó luyện hóa bằng chân hỏa để tiêu diệt hình thần của cô ta. Lạc Châu hét lên, chỉ cứu em với. Lạc Ngưng Đan có vẻ không nỡ nên định tiến lên ngăn cả, nhưng thần hồn của Lạc Châu đã hóa thành cho bụi, còn cô ta thì đã chết. Ngô Bình cất ra thịt của Lạc Ngưng Đan đi rồi cười nói, Lạc Đan, chị đã trả thù được rồi, chúng ta đi thôi. Đi, cậu nghĩ mình đi được à? tam phu nhân cười lạnh nói ngô bình cao mày các người định giữ chúng tôi lại ư tam phu nhân lạnh giọng nói tuy lạc châu là giả mạo nhưng người ngoài đều biết lạc ngưng đan đã gả vào nhà họ trình vậy mà các người dám quấn quýt xuất hiện trước mặt bao người thế người ta sẽ đánh giá nhà tôi sao đây hai người cũng hãy dùng cái chết để đền tội đi ngô bình nhìn người phụ nữ đó rồi hỏi bà có chắc muốn giết chúng tôi không Tam phu nhân, có, các người chết chắc rồi, người đâu? Lúc này, có hai cao thủ tiến vào, họ đều có tu vi đạo tôn, hơn nữa ai cũng cầm pháp bảo lợi hại. Trình Vân Kiệt chợt nói, mẹ, Lạc Ngưng Đan là cao thủ luyện đan, giết thì tiếc quá. Tam phu nhân, giữ nó lại thì mặt mũi nhà ta để đi đâu? Trình Vân Kiệt, mình có thể tuyên bố với bên ngoài là đã giết cô ta rồi. Tam phu nhân ngẫm nghĩ rồi nói, thế cũng được. Ngô Bình lắc đầu, các người tưởng chúng tôi là gì mà muốn giết là giết hả? Trình Vân Kiệt lệnh giọng nói, xử lý thằng này trước. Hai cao thủ cùng ra tay, nhưng họ vừa cất bước thì đã khựng lại. Ngô Bình Tiên lại gần rồi cầm lấy pháp bảo của họ, sau đó đập vào mi tâm của mỗi người. Đoàn! Hai người đó nổ banh xác, hình thần đã bị tiêu diệt. Sau đó, Ngô Bình đi tới gần Trình Vân Kiệt và Tam Phu Nhân rồi giơ tay điểm vào mi tâm của họ, cơ thể của hai người đó vặn vẹo rồi thu lại nhỏ xíu. Cuối cùng, anh đã thi triển tài năng để phong ấn vào họ không gian hai chiều. Những người khác sợ quá đều đứng yên bất động. Ngô Bình nói với Lạc Ngưng Đan, "Chị Lạc, chúng ta về thôi." Lạc Ngưng Đan gật đầu, "Ừ." Hai người cùng đến nhà họ Lạc bố của lạc ngưng đan là lạc tư thái tu vi không cao thể chất yếu ớt bẩm sinh nên cũng không có địa vị cao trong tộc nếu không nhờ lạc châu giả mạo thành lạc ngưng đan rồi gả vào nhà họ trình thì ông ấy gần như không tồn tại trong nhà họ lạc lạc tư thái đang bế một đứa bé mấy tháng trong nhà với vẻ đầy thương yêu một người phụ nữ ngồi lên giường với vẻ đầy lo lắng lão gia mẹ con lạc châu sẽ không tha cho tôi đâu hôm nay tôi đã gặp trình phượng nghi ánh mắt của bà ta rất nham hiểm. Tôi không sợ chết, nhưng tôi lo cho siêu nhi của chúng ta. Lạc tư thái, phu nhân đừng lo, tôi đã có sắp xếp rồi. Vài ngày nữa là mừng thọ của nhạc phụ, bà bế con về, sau đó tôi sẽ cho người đi bảo vệ bà. Người phụ nữ rơi nước mắt, tôi về nhà mẹ thì họ càng dễ ra tay cơ mà. Lạc tư thái, đừng sợ, tôi đã mời cao thủ đến bảo vệ hai mẹ con rồi, sẽ không sao đâu đúng lúc này có người đến báo trình phu nhân đến ạ trình phu nhân mà người làm thông báo chính là trình phượng nghi lạc tư thái chợt hoang mang nói bảo ta không có nhà nhưng ông ấy còn chưa nói dứt câu thì trình phượng nghi đã đi tới bà ta nhìn lạc tư thái và đứa bé trong lòng ông ấy rồi cười nói lão gia em bé ngoan chứ lạc tư thái vô thức ôm chặt lấy đứa bé rồi nói phượng nghi bà tới đây làm gì trình phượng nhi thờ ơ nói là thế này gia chủ có chuyện tìm ông chúng ta cùng đến đó xem sao à bố bà ta sắp mừng thọ còn gì cho bà ta bế con về nhà ngoại đi người phụ nữ xinh đẹp tôi không về trình phượng nhi sầm mặt nói sao bà dám làm trái lời tôi à người phụ nữ bật khóc nói trình phượng nhi tôi biết bà đang có âm mưu gì trình phượng nhi âm mưu gì nói thử nghe coi người phụ nữ lắc đầu, tôi không cần nói, trong lòng bà tự biết rồi. lạc tư thái cười nói, phượng nhi, lát tôi sẽ cho người đưa mẹ con bà ấy về ngoại, bà yên tâm. trình phượng nhi sắp xếp luôn đi. lạc tư thái được, nói rồi, ông ấy gọi quản gia tới ngay. thấy lạc tư thái gọi người đưa hai mẹ con người phụ nữ về ngoại thì trình phượng nhi nói, đi thôi, đến gặp chủ nhà. Lạc Tư Thái đi theo Trình Phượng Nghi đến đại đường của nhà họ Lạc, gia chủ Lạc Tây Phong đã đến trước rồi. Trình Phượng Nghi vừa đến đã đứng cạnh Lạc Tây Phong, chẳng chút nể nang sự có mặt của Lạc Tư Thái mà dịu dàng nói, "Tây Phong, ông giỏi quá, lại đột phá rồi đúng không?" Lạc Tây Phong có giá người cao lớn, ông ta cười phá lên rồi giơ tay vỗ mông Trình Phượng Nghi, "Phượng Nghi, trong những ngày tôi bế quan, bà có nhớ tôi không?" Trình Phượng Nghi luôn có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông này, họ không phải vợ chồng nhưng lại thân thiết hơn cả mức đó. Còn Lạc Tư Thái, sau khi lấy Trình Phượng Nghi và sinh ra Lạc Châu thì không còn động vào người Trình Phượng Nghi nữa. Dù trong lòng ông ấy thấy rất phẫn nộ, nhưng thế lực của gia chủ quá mạnh, ông ấy không dám làm phản nên đành bấm bụng cho qua. Trình Phượng Nhi mỉm cười nói, Tây Phong, tôi tìm ông là có chuyện cần thương lượng. Lạc Tây Phong, nói đi, chỉ cần làm được thì tôi sẽ không từ chối. Trình Phượng Nghi chỉ vào Lạc Tư Thái rồi nói, biên cương gia tộc ta có một cái mỏ đúng không? Ông điều Lạc Tư Thái đến đó quản lý đi. Lạc Tây Phong ngạc nhiên nói, tại sao lại điều ông ta đến đó, ông ta luôn rất nghe lời mình mà. Trình Phượng Nhi cao mày nói, giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ta nữa, tóm lại là vướng víu lạc tây phong cười nói được tư thái lát ông thu dọn một chút rồi tới quản lý mỏ thiết đi lạc tư thái run lên tay nắm chặt thành quyền nhưng lát sau lại thả lỏng rồi nói vâng thưa gia chủ bố tôi sẽ không đi đâu hết lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên lạc ngưng đan và ngô bình cùng xuất hiện khi lạc tư thái nhìn thấy lạc ngưng đan ông ấy còn tưởng là lạc châu trình phượng nhi vẫn cười cợt như cũ châu nhi sao con lại về rồi mà kia là ai thế lạc ngưng đan cười lạnh nói trình phượng nhi mở to mắt chó của bà ra mà nhìn cho rõ tôi là lạc ngưng đan chứ không phải lạc châu trình phượng nhi hoảng hốt cô là lạc ngưng đan ư thế châu nhi của tôi đâu ngô bình bị trình vân kiệt đánh chết rồi mắt trình phượng nhi tối sầm rồi ngất trong lòng của lạc tây phong ông ta tức giận nói lạc ngưng đan cô thật là độc ác lạc ngưng đan lạnh lùng nói độc ác ư ngày xưa chính hai mẹ con trình phượng nhi đã hại chết tôi mà giờ ông lại bảo tôi độc ác à lạc tây phong đanh thép nói người đâu và miệng nó cho ta xong không một ai bước vào ngô bình thờ ơ nói đừng gọi nữa hộ vệ của ông ngủ hết rồi lạc tây phong kinh ngạc cậu là ai Ngô Bình, người ông không thể động tới. Lạc Tây Phong nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không dám ra tay nên chỉ đành hừ mạnh một cái. Bấy giờ Lạc Tư Thái mới nhìn sang con gái mình, ông ấy kích động đến nỗi níu lấy tay Lạc Ngưng Đan rồi nói, "Ngưng Đan, là con thật ư?" Lạc Ngưng Đan nhìn bố mình rồi thở dài nói, "Con không đồng ý cho mẹ và em đi đâu hết." Lạc Tư Thái cúi đầu xuống, tại bố vô dụng không bảo vệ được hai mẹ con bà ấy. Lạc Ngưng đan vung tay lên, một đường kiếm chém về phía Trình Phượng Nghi, Lạc Tây Phong hoảng hồn rồi phản đòn lại. Nhưng ông ta đã bị Ngô Bình khống chế. Phập, một tia máu bắn lên, Trình Phượng Nghi vừa tỉnh lại nhưng đầu đã lìa khỏi cổ, máu tươi bắn hết lên người Lạc Tây Phong. Lạc Tây Phong ngây ra rồi đẩy thi thể của Trình Phượng Nghi ra, nói con mẹ này đúng là đáng chết. Công tử Cảm ơn cậu đã trừ hậu hỏa giúp tôi." Ngô Bình phải bái phục trước màn quay xe của Lạc Tây Phong, anh nói với Lạc Ngưng Đan, "Chị Lạc, mình về nhà chị thôi." Bọn họ đi rồi, Lạc Tây Phong còn cúi thấp người chào mãi. Về đến nhà của Lạc Tư Thái, Lạc Ngưng Đan đi gặp mẹ và em trai mình, còn Lạc Tư Thái tiếp Ngô Bình ở phòng khách. Ngô Bình nói, "Cháu vừa ở nhà họ Trình về đây, bọn cháu đã giết mấy người ở đó." kiểu gì nhà họ trình cũng trả thù vì thế cháu với chị lạc định đưa cả nhà mình rời khỏi đây rồi tới một nơi an toàn lạc tư thái vội hỏi đi đâu thế ngô bình đại lục hồng hoang nơi này khá an toàn lạc tư thái được dẫu sao thì ngôi sao chính cũng mất rồi đại lục tinh lan này không còn gì đặc biệt nữa ngô bình hỏi chú có biết lai lịch của ngôi sao chính không ạ lạc tư thái nghe đồn có một cường giả đã phá vỡ hư không và tiến vào vũ trụ chính, sau đó lấy trộm một vì sao ở đó. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, lấy trộm một vì sao ạ? À? Lạc Tư Thái gật đầu, "Ừ, một vì sao. Tiếc là trên đường trở về, người này đã bị một cường giả khác đánh bị thương nặng, vì sao ấy cũng bị cướp mất, cuối cùng chỉ mang được một mảnh vỡ về và đặt ở đây, chiếu sáng cho đại lục này suốt bao năm qua." Ngô Bình, thế vị tiền bối ấy là ai ạ? À? Tôi không biết, người này có thân phận rất thần bí. Nhưng người ở đại lục tinh lan đều gọi ông ấy là thiên tinh đại đế, năm nào cũng cúng bái. Khi họ đang nói chuyện thì có một luồng sát khí bao phủ cả nhà họ lạc, lạc tây phong kinh hãi, vội vàng bay lên cao để kiểm tra. Nhưng ông ta chỉ nhìn thấy một ông lão đeo hồ lô cưới trên lưng con bò đen, lạc tây phong vừa thò mặt lên, ông lão đã búng tay một cái, một đường kiếm bay đi, Đầu Lạc Tây Phong rơi xuống đất, chết rồi cũng không biết vì sao mình chết. Siết Lạc Tây Phong xong, ông lão thờ ơ nói, "Ra chịu chết mau." Ngô Bình bình tĩnh nói, "Đừng sợ." Dứt lời, anh chộp tay lên cao, cả bò và ông lão kia đều bị một luồng sức mạnh hút lấy, sau đó ngã xuống sân. Ông lão vừa rơi xuống thì Ngô Bình đã đi ra rồi ghét sát lão, hỏi ông đang nói tôi hả? À? Lúc này ngô bình có khí tức rất đáng sợ ông lão tái mặt rồi run rẩy nói cậu là ai mẹ con trình vân kiệt do tôi phong ấn đấy ông định trả thù hả ông lão tức giận nói cậu dám đắc tội với nhà họ trình chúng tôi sẽ không để yên đâu ngô bình cười khẩy đến ma thần năm kỷ nguyên tôi còn giết được thì một lão già ba kỷ nguyên như ông đã là gì nói rồi anh thò tay vào sâu trong thần hồn của ông lão lão ta hét lên đau đớn cảm giác một dấu ấn kỷ nguyên của mình đã bị Ngô Bình móc mất, lão ta gần như ngất xỉu. Lấy một dấu ấn kỷ nguyên ra xong, Ngô Bình cầm trong tay quan sát thì thấy dấu ấn này có liên quan đến vũ trụ, chính nó đã giúp lão già này có thực lực mạnh mẽ. Tôi để lại một kỷ nguyên cho ông đấy, biến đi, anh nói. Ông lão như được đại xá, lập tức chạy mất dạng. Lạc tư thái đi ra, Nhìn thấy dấu ấn kỷ nguyên trên tay Ngô Bình thì hô lên, dấu ấn kỷ nguyên. Công tử định luyện hóa nó à? Ngô Bình, dấu ấn kỷ nguyên cũng luyện hóa được ạ. À? Lạc tư thái ra sức gật đầu nói, đương nhiên có thể, giờ phần lớn cường giả kỷ nguyên đều đi cướp dấu ấn của người khác, chứ đâu phải ai cũng có thể trải qua nhiều kỷ nguyên được. Ngô Bình, luyện hóa dấu ấn kỷ nguyên của người khác có hiệu quả giống tự mình trải qua kỷ nguyên không ạ? À? Lạc tư thái, không khác biệt là bao đâu, dù gì thì dấu ấn kỷ nguyên cũng không có nhiều uy lực, tác dụng của nó chỉ là thắt chặt thêm sự liên kết giữa cá thể và vũ trụ, giúp mình tiến vào vũ trụ là lấy được sức mạnh thôi. Khi gom đủ dấu ấn kỷ nguyên thì cá thể và vũ trụ dung hợp đến một mức định thì cá thể đó sẽ trở thành cường giả vũ trụ. Ngô Bình, xem ra lão già này trở thành cường giả kỷ nguyên cũng nhờ cướp bóc. Lạc tư thái, cũng không hẳn, dấu ấn kỷ nguyên khó luyện hóa lắm, nhiều người mất cả trăm năm thậm chí cả nghìn năm ấy chứ. Mà trong quá trình luyện hóa cũng xuất hiện nguy hiểm, vơ vẩn là chết như chơi. Sau đó, ông ấy chợt nhớ ra chuyện gì nên nói tiếp, có nhiều nơi còn bán đấu giá con dấu kỷ nguyên đấy, đương nhiên giá đều rất đắt. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy. Một lát sau, Lạc Ngương Đan đã dẫn mẹ cùng em trai của mình ra cảm ơn Ngô Bình. Anh nói, đừng khách sáo, Chị Lạc, em đã nói chuyện với chú rồi, nhà mình sẽ rời khỏi đây rồi chuyển đến Thiên cung. Lạc Ngưng Đan, ở đây cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa, chuyển đi cũng tốt. Ngô Bình, em đã giải quyết phiền phức phía nhà họ Trình rồi, mọi người cứ thông thả chuẩn bị rồi đến thẳng Thiên cung nhé. Lạc Ngưng Đan gật đầu, bên này vẫn còn vài việc cần xử lý, chắc nhà chị chưa chuyển đến ngay được. Huyền Bình, cậu cứ đi lo việc của mình trước đi. Vâng, có gì thì gọi em, nói rồi, anh đã rời khỏi đại lục tinh lan. Anh quay lại đan hoàng các, mấy anh em lý giật đều ở đây, đám nhóc đang chạy loạn khắp nơi gây chuyện, đương nhiên anh phải dậy dỗ lại. Xong, anh vừa về thì đã thấy nhậm san san và đường băng vân cùng Diệp băng hy. Cả ba biết con trai mình đã gây chuyện nên cùng tới đây. Bố, sao bố lại về ạ? À? lý dược sư hào hứng chạy tới rồi bưng trà cho bố con vừa pha đây ạ à, bố nếm thử đi ngô bình vẫn bình thản nói ừ sau đó cầm lấy cốc trà rồi hỏi các anh em khác đâu rồi đang chịu phạt trong đại đường ạ à, cậu bé làm ra vẻ hối lỗi bố ơi lần này là bọn con sai sau này chúng con sẽ không tái phạm nữa đâu ạ à. ngô bình chẳng tỏ thái độ gì mà đi thẳng tới đại đường lúc này nhậm san san đang cầm mấy cái áo cho nhóm lý dược sư mặc thử còn đường băng dân thì mang nhiều hoa quả tới cho lũ trẻ ăn ngô bình ho khan một tiếng mấy cô gái đều đứng dậy rồi cười nói anh về rồi à ngô bình các em phạt bọn trẻ thế này à nhậm san san mọi chuyện xong rồi mà là bên kia sai trước lũ trẻ nhà mình bị lừa mà không được phản kháng à ngô bình san san em đừng đánh chống lảng anh không nói chuyện đó anh đang nói tới chuyện bọn trẻ tự ý chạy ra ngoài là sai. Lý Dược Sư vừa ăn vừa nói, vâng vâng, bố nói đúng, bọn con không nên tự ý ra ngoài. Ngô Bình nhìn thằng bé mà tức đến mức điên người, anh bước tới định đá nó một cái thì Lý Dược Sư đã trốn sau lưng nhậm san san rồi cười trừ, bố, bố đi không lâu thì tiên đình đã cử một khâm sai đại thần đến đấy ạ. À? Ngô Bình nhớn mày, khâm sai đại thần đến ư. Đường Băng Vân họ sắc phong anh là thầy luyện đan số một tiên đình. Ngô Bình cười mỉa, đan hoàng như anh mà cần cái sắc phong ấy à? Tiên đình đúng là vô vị. Đường băng vân, chưa chắc đâu, thầy luyện đan số một trước đó chính là viện chủ của đan viện thiên địa đấy. Ngô Bình biết đan viện này chính là thế lực đứng sau hội quán luyện đan, là nơi đánh giá trình độ của các thầy luyện đan trong thiên hạ nên đương nhiên có tầm ảnh hưởng rất lớn tiên đình định cho anh làm viện chủ của đan viện thiên địa à đường băng vân đan viện này cũng như một cơ quan của tiên đình tuy ít khi dùng đến nhưng địa vị của nơi này không thấp đâu ngô bình ngẫm nghĩ rồi cười nói tiên đình cũng chẳng có ý tốt đẹp gì đường băng vân sao anh lại nói thế ngô bình họ sắc phong cho anh như thế thì viện chủ hiện giờ sẽ nghĩ gì chắc thầy luyện đan trong cả thiên hạ cũng không phục đâu như vậy anh chẳng là đối tượng bị các thầy luyện đan trong thiên hạ công kích hà. Lý giật cao mày, tiên đình thật nham hiểm, bố ơi, chúng ta không cần danh hiệu ấy nữa, ai thích thì đi mà làm. Diệp băng hy, giật nhi, con chưa hiểu chuyện thì đừng nói bừa. Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói, anh nhận danh hiệu này cũng được, mình phải có tiếng thì việc kinh doanh của đan hoàng các mới thuận lợi. Bây giờ, khuyên giới chỉ còn cái danh thôi, các đại lục thường xuyên qua lại với nhau. Sau này, đan hoàng các sẽ phải đối mặt với người mua của cả vũ trụ nên danh tiếng là điều rất quan trọng. Ngô Bình, nhưng anh sẽ không làm viện chủ của đan viện thiên địa, anh không muốn đối địch với viện chủ hiện tại. Diệp Băng Hy, họ có ý thù địch với anh nếu anh thành viện chủ thôi, hơn nữa anh nổi tiếng thì cũng sẽ giành mất mối làm ăn của nhiều người mà. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thầy luyện đan kiếm cơm nhờ năng lực, dù họ có bất mãn thì cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Lý Thái Nhất, bố chỉ cần làm việc mà họ không làm được thì họ sẽ phục ngay. Sau này, bố hãy luyện chế những đan dược mà không ai luyện được, dùng cách này để chứng minh thực lực của bố. Ngô Bình gật đầu, lần này bố về cũng để luyện chế thêm đan dược. Nói xong, anh lại nhớ tới chuyện mấy đứa con trốn đi chơi nên nói, quỳ hết xuống, chưa xong đâu. Nhóm Lý Dược Sư ngoan ngoán quỳ xuống đất với vẻ nghiêm túc. Đường Băng Vân, Huyền Bình, thôi, bọn trẻ còn nhỏ. Ngô Bình lừ mắt kệ cho chúng nó quỳ ở đấy. Nói rồi, anh ngồi xuống một bên rồi nói, bố đang có một trăm loại tuyệt học kỷ nguyên, từ giờ trở đi, mỗi ngày bốn đứa đều phải học, khi nào học xong thì sẽ được ra ngoài. Sứt lời, Ngô Bình điểm tay một cái, một cánh cửa hiện ra trên hư không một lực hút đã hút nhóm lý giật vào bên trong cạnh cánh cửa đó là vũ trụ nhỏ của ngô bình bên trong có ánh sáng của vũ trụ chính và các loại sức mạnh của vũ trụ chính ngô bình định nhân đây để rèn luyện thể chất của lũ trẻ thấy ngô bình nhốt bốn đứa con lại diệp băng hy nói huyền bình anh định nhốt chúng nó bao lâu ngô bình anh đã bảo đứa nào học xong thì mới được ra ngoài mà đào như tuyết như thế cũng được chúng học được ít bản lĩnh rồi thì ra ngoài không phải sợ ai nữa. Ngô Bình, đan dược ở đây đang thiếu, anh sẽ kiếm một chỗ để luyện đan. Nói xong, anh vạch một đường trên không trung rồi tiến vào một không gian khác. Đây là không gian do anh mới tạo ra, anh có thể thay đổi quy luật thời gian ở đây. Trước đó, anh đã gom được rất nhiều dược liệu, giờ có thể tập trung luyện đan để củng cố chỗ đứng cho đan hoàng các được rồi anh dùng các dược liệu của vũ trụ chính để nghiên cứu ra một loại bảo dược luyện hình, kết hợp với các tài năng thánh đạo nên đặt tên cho đan dược là Đại Thánh Luyện Hình Đan. Luyện xong mốt lò, anh kiểm chứng hiệu quả thì thấy chất lượng rất tốt. Sau đó, anh tập trung luyện chế đan dược này, anh luyện một lèo ba lò, sau đó năm lò, cuối cùng là mười lò, mỗi lò ra được năm viên đan dược. Đại Thánh Luyện Hình Đan có chất lượng rất cao, công dụng cũng rất mạnh. Dược liệu của Ngô Bình có hạn nên không thể luyện chế quá nhiều, cuối cùng anh chỉ luyện được 200 lò và có 10.000 viên. Sau đó, anh lại luyện chế loại đan dược thứ hai là Thiên Tinh Hóa Đan. Đan dược này chuyên cường hóa thần hồn, phối hợp rất tốt với Đại Thánh Luyện Hình Đan, nhưng giá thì cao gấp đôi. Ngô Bình đã luyện chế được 1.000 viên. Tiếp theo, anh nghiên cứu thêm vài loại đan dược nữa. Đây là một công việc rất tốn thời gian. Loáng cái anh đã ở trong không gian nho nhỏ này cả trăm năm rồi. Trong thời gian đó, anh đã luyện chế được hơn 500 loại đan dược, hầu hết đều là loại chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Anh cũng đã dùng gần hết dược liệu mình có nên khó mà tạo ra thêm đan dược nào khác. Ngoài ra, anh cũng đã hoàn thành hết đơn đặt hàng của Đan Hoàng Các. Cả trăm năm sống cô độc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn với một thiên thánh như Ngô Bình nhưng nói chung anh vẫn thấy chán nên vươn vai một cái rồi rời khỏi đây. Từ lúc anh vào đây đến bây giờ đã hơn 100 năm, nhưng nên ngoài thì mới chỉ có 15 phút mà thôi, nhóm đào như tuyết đang nói chuyện trong đại đường. Thấy Ngô Bình ra ngoài, đào như tuyết nói, anh luyện đan xong rồi à? Ngô Bình mỉm cười rồi hơn 1.000 cái bình ra, nói có 558 loại đan dược, mỗi loại có khoảng vài trăm nghìn viên. Đào Như Tuyết mừng rỡ rồi vung tay lên, cất hết đan dược đi rồi nói, mình để giá bao nhiêu hả anh? Ngô Bình lấy một quyển tập ra rồi nói, đây là công dụng của các đan dược, em có thể tham khảo rồi định giá cho từng loại. Đào Như Tuyết nhận lấy rồi cười nói, dạo này tiền đạo rất giá quá nên mình có thể bán cao một chút. Trước đại kiếp, nhiều nơi thay đổi nên có nhiều đạo tôn xuất hiện lắm. Ngô Bình, thế mình sẽ định giá theo tiền đạo tôn. À, anh cũng làm xong hết các đơn hàng trước đó rồi, sau đó anh lại lấy các bình đan dược khác ra. Đường băng vân chợt nói, các đan dược này bán cho người khác có phải phí quá không anh? Ngô Bình xua tay, không phí đâu, chúng ta có thể đổi chúng sang tiền rồi mua thêm dược liệu. Lát anh sẽ đưa cho em một danh sách, chỉ cần mua đủ dược liệu trong đó là được. Đào Như tuyết nhận lấy xem rồi nói, chắc phải đến nơi bán dược liệu lớn nhất thôi, tiên đình vừa xây một chợ thuốc vạn giới có quy mô rất lớn, nghe nói đã thu hút rất nhiều thương nhân buôn thuốc ở đại lục đến. Ngô Bình sáng mắt lên nói, qua, có cả nơi đó à, em đã đến chưa? Đào như tuyết lắc đầu, chưa, hay ngày mai mình cùng đi nhé? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ừ. Mấy cô vợ đều ở đây nên Ngô Bình không về thiên cung nữa, mà nghỉ lại qua đêm ở Đan Hoàng Các. Đến trưa hôm sau, anh mới ngủ dậy. Cả đêm qua, anh được các cô vợ thay phiên nhau hầu hạ nên không được nghỉ ngơi, may mà anh có thể chất thiên thánh, không chắc đã gục lâu rồi. Anh chuẩn bị qua một chút rồi cùng đào như tuyết đến chợ thuốc vạn giới. Lúc này, đan hoàng các đã chật kín người, thì ra sáng nay đã có hơn 10 loại đan dược mới của Ngô Bình lên kệ, vì thế cả thiên hạ đã chấn động, rất nhiều thế lực lớn đều lặn lội từ xa đến để tranh nhau mua thậm chí có người còn giành giật với nhau tại sao anh lại chen hàng tôi đã xếp hàng hai tiếng rồi anh đừng có vớ vẩn một đạo tổ giận dữ nói vì có một ma tu đứng với thực lực ngang mình đang chen hàng ma tu kia cười mỉa tôi chen hàng đấy thì sao anh không phục thì chúng ta làm một trận ngô bình nhìn xong thì ho khan sau đó phóng một tia khí tức ra ngay sau đó ma tu kia đã ngoan hơn hẳn rồi cười trừ với anh ngại quá, tôi ra sau xếp hàng đây. Thế này không phải cách, hay mình phát 3.000 số ra trước. Anh đến số thì tới, chứ không cần chờ ở đây, không thì sẽ đông kín người mất. Vì thế, lập tức đã có người đi ra phát số từ 1 đến 3.000. Đoàn người xếp hàng nhanh chóng tản đi. Nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa lấy được số. Ngô Bình, các vị, ngày mai chúng tôi sẽ phát số mới, mời mọi người ngày mai quay lại. Nghe thấy thế, mọi người đều ra về, không chờ tiếp nữa. Nhóm đường băng vân cũng đang phụ việc ở đây, hỏa hoàng nhi đứng bên ngoài để giữ trật tự, tránh cho có người dùng số giả để trà trộn vào. Ngô Bình nhìn qua giá bán một lượt thì thấy đan dược rẻ nhất cũng có giá 5 triệu tiền đạo tôn, đắt thì lên tới cả trăm triệu. Dẫu sao hiện giờ cũng chưa có nhiều đạo tôn, vì thế tiền đạo tôn vẫn khá hiếm. Bây giờ, có 100.000 tiền đạo cũng khó đổi được một đồng tiền đạo tôn, tỷ số hối đoái đã là 150.000 một đồng rồi. Anh quan sát ở đây một lát rồi chợt có dự cảm nào đó nên nói với đào như tuyết, như tuyết, em đến chợ thuốc trước đi rồi mua theo danh sách anh đã viết trước, anh cần đến Đông Hải một chuyến. Đào như tuyết hỏi, sao thế anh? Ngô Bình, nơi của các thánh có chuyện lạ, anh phải đến xem sao, chắc chắn có chuyện rồi đào như tuyết vâng thế anh đi đi nhớ cẩn thận nhé tạm biệt mọi người xong ngô bình lập tức xuất hiện ở đông hải anh nhìn thấy một đám ma vân cực lớn xuất hiện trên bầu trời của đông hải trong ma vân hình thành cánh cửa không gian dẫn tới một ma vực nào đó ma vực này đang phun ra rất nhiều ma lực tràn xuống một thời không thần bí ở bên dưới với ý đồ mở nơi đó ra ngô bình nhìn thì thấy trong thời không thần bí đó có các thánh đang say ngủ anh cười khẩy rồi tiến tới gần Ma Vân, sau đó há miệng ra hút ma lực vào miệng, thậm chí lực hút của anh còn ngày càng mạnh và hình thành một cái hố đen. Ma Vân bị hút vào trong, sau đó là một lối không gian phía sau dẫn đến Ma vực. Lúc này, trên khoảng không của Ma vực vô cực chợt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lực hút của nó rất khủng khiếp, rất nhiều ma tộc ở đây đều cảm nhận được. Vì thế, các ma tộc đều đã bị hút vào vòng xoáy sau đó tiến vào một hố đen hố đen này do vũ trụ nhỏ của ngô bình tạo ra các ma tốc vừa vào đó thì đã bị nghiền nát và biến thành một phần của vũ trụ nhỏ sau đó cả ma vực chấn động thực vật đất đá bên dưới đều biến thành bụi và bị cuốn vào trong vòng xoáy các cường gải trong ma vực bị kinh động vô vàn bàn tay đen ngòm thò lên cao để cùng che vòng xoáy ấy lại ngô bình đang hút mạnh thì bỗng không hút được nữa anh nhìn thì thấy thời không đó đã bị cường giả đóng từ bên trong rồi. Anh tiếc núi rồi lẩm bẩm, sức mạnh của ma tộc đặc biệt thật, khi nào về mình có thể dùng chúng để bổ sung thiếu sót cho xào huyệt tà ma. Lúc này, có hai bóng người với ma khí vườn quanh xuất hiện ở gần đó. Ngô Bình phát hiện họ là cường giả cấp kỷ nguyên, nhưng nhiều nhất chỉ là ba kỷ nguyên thôi nên anh không sợ. Các ngươi định phá thánh vực hả, anh hỏi một trong hai ma tộc ấy nói con người kia người định đối đầu với ma tộc ta hả ngô bình cười khẩy đối đầu với các ngươi ư các ngươi thấy mình có xứng không cút ngay không thì ta sẽ tấn công đến tận ma vực và luyện hóa hết ma tộc đấy ngay sau đó bỗng có một ảo ảnh vũ trụ xuất hiện sau lưng anh thấy thế hai ma tộc kia hoảng sợ rồi nói cường giả cấp vũ trụ chạy thôi ngô bình không đuổi theo nếu anh đã đến thì sẽ vào thánh vực xem thử có đánh thức các thánh dậy được không ngô bình đi đến điểm kết giới một mà sáng cực mạnh chắn ngang tước mặt anh anh giơ tay chạm vào thì cảm thấy có một luồng chấn động đáng sợ có thể dễ dàng nghiền nát cường giả kỷ nguyên ngô bình cau mày rồi vội rút tay về sau đó đắn đo một lát rồi thả núi thánh ra đập thẳng vào màn sáng đó không ngờ núi thánh có thể xuyên qua đó rồi rơi vào bên trong nhờ đó mà ngô bình cũng tiến được vào bên trong màn sáng cảnh vật trước mắt anh thay đổi sau khi đến đây anh đã tới một thế giới kỳ lạ không gian u ám hoang vắng có rất nhiều bao đất dựng thẳng đứng ở đây chúng có hình giống quả trứng nửa trong suốt bên trong chứa sinh vật hình người ít nhất phải có tới cả triệu bao đất có hình dạng như vậy ở khu vực rộng lớn này mỗi bao đất đều được một ống dẫn rất dài màu vàng nối liền đầu còn lại thì cắm lên quả cầu màu vàng kim trên trời có khoảng hơn 100 quả cầu, quả nào cũng rất lớn và cắm đầy ống dẫn nối xuống các bao đất ở bên dưới. Ngô Bình ngẩn ra, không biết đây là những thứ gì. Anh cất núi thánh đi rồi đáp xuống trước một bao đất. Qua phần vỏ của nó, anh nhìn thấy một đại thánh gầy như cái que đang ngồi xếp bằng ở bên trong. Ngô Bình ngạc nhiên rồi quan sát tiếp thì thấy thánh lực trong cơ thể của đại thánh này đang bị rút ra từ ống dẫn, sau đó truyền lên quả cầu vàng ở trên trời dám coi các thánh là chất sinh dưỡng, đáng chết, anh nổi giận ngất trời rồi tung một quyền lên cao, một quả cầu ở gần anh nhất đã nổ tung, các ống dẫn đều vỡ nát. Ngay sau đó, đã có một người đàn ông toàn thân phát ra thánh quang chui từ trong quả cầu ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Bình với đôi mắt như phóng ra lửa. Ngô Bình nhíp mắt lại nói, hóa ra hút sức mạnh của các thánh để bồi dưỡng cái thứ như ngươi. Vù, người đàn ông lao nhanh về phía ngô bình sau đó tấn công vào ngực anh bụp ngô bình tát cho hắn một phát người đàn ông ngã lăn quay lệch luôn một bên mặt nhưng loáng cái đã hồi phục lại tiếp đó ngô bình rút con dao găm của vũ trụ chính ra rồi cứ cổ tên kia đầu hắn rơi xuống đất người đàn ông đã tắt thở quỳnh một quyền ảnh bay từ xa tới rồi đấm trúng vào ngực ngô bình xương ngực của anh gãy vụn sườn sườn cũng gãy gần hết lục phủ ngũ tạng cũng vô cùng đau đớn anh lùi lại vài bước rồi hộp ra một ngụm máu sau đó nhìn lên phía trước một người đàn ông tóc bạc bước tới trên trán hắn ta mọc ba con mắt toàn thân tỏa ra thánh quang mãnh liệt trông thấy người đó ngô bình cảm thấy hắn ta có khí thức rất giống núi thánh anh cau mày hỏi ngươi là thánh tộc ư người đàn ông lạnh lùng đáp người dám làm hỏng đại nghiệp của thánh tộc ta, đáng chết. Ngô Bình, người dám coi các thánh ở đây là nguồn dinh dưỡng, người mới là kẻ đáng chết. Người đàn ông hừ nói, ta là thành tộc đầu tiên sinh ra trong vũ trụ, với ta mà nói thì ngươi chỉ như con kiến hôi thôi. Thật không? Ngô Bình hít vào một hơi, các vết thương lập tức biến mất. Anh phóng uy lực thiên thánh ra rồi thờ ơ nói, người nói ngược rồi, người mới là con kiến hôi đấy. Người đàn ông ngạc nhiên nói, chúng một đòn của ta mà không chết, hơn nữa còn hồi phục lại như ban đầu, cũng có chút tài năng đấy. Ngô Bình cười mỉa, nếu ta không nhầm thì cơ thể của ngươi có thể kết nối với vũ trụ chính đúng không? Người đàn ông, đúng, thánh tộc chúng ta vốn sẽ là người thống trị kỷ nguyên tương lai, nhưng thần tộc đã thay đổi vận mệnh và đàn áp thánh tộc. Xong vô dụng thôi, thánh tộc đã truyền bá theo cách khác rồi. Nói rồi, hắn ta giơ tay phải lên, một tia sáng lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Ngô Bình thấy tia sáng này rất quen, đó chính là ánh sáng của vũ trụ chính. Anh nheo mắt lại nói, ánh sáng của vũ trụ chính, xem ra cơ thể người có thể kết nối với vũ trụ ấy thật. Người đàn ông, thánh tộc tu luyện đến cuối thì sẽ mở được thông đạo đến vũ trụ chính. Ngô Bình, giờ ta đã hiểu thế chất của thánh rồi, với các ngươi thì thánh chính là một quá trình tiến hóa từ hư thành thực. Người đàn ông, người hiểu rồi thì làm gì? Thánh tộc ta đã quay lại, không ai có thể cản được, người cũng thế. Chưa chắc đâu, một tia sáng xuất hiện sau lưng Ngô Bình, đây cũng là ánh sáng của vũ trụ chính, nhưng còn sáng hơn ánh sáng của tên kia gấp nhiều lần. Người đàn ông bàng hoàng nói, không thể nào. Hắn ta tiếp tục tấn công Ngô Bình, nhưng lần này như đấm vào sắt thép, chỉ có tay mình đau nhói, còn Ngô Bình thì không hề hấn gì. Bụp. Ngô Bình chợ tay đánh vào cổ hắn ta, người đàn ông đã bị đánh bay, sau đó có một tia sáng lạnh lẽo vạch qua, con dao găm trong tay Ngô Bình đã chém đứt đôi người tên kia. Nhưng khi cơ thể của hắn ta rơi xuống đất, hắn ta chưa chết mà hai phần cơ thể lại ráp vào nhau. Ngô Bình cau mày nói, lực sinh mệnh của thánh tộc mạnh thật. Xem ra ta chỉ có thể luyện hóa ngươi thôi. Anh lấy lò luyện bát quái ra rồi cho cơ thể của người đàn ông vào. Sau đó vừa luyện hóa vừa bỏ thêm dược liệu quý vào để luyện chế thánh tộc duy nhất này thành đan dược. Ánh sáng của vũ trụ chính đã biến thành ngọn lửa rực cháy, không lâu sau, thành tộc kia đã bị luyện hóa hoàn toàn, hắn ta đã mất mạng và biến thành thánh lực thuần tí, cuối cùng ngưng tụ thành một viên đan dược to như nắm đấm. Ngô Bình quan sát viên đan dược thì thấy nó có linh trí riêng của mình. Anh ném viên đan dược lên cao làm nó xoay tít trên không rồi hình thành một lực hút lớn tất cả các quả cầu trên cao đều nổ tung thánh lực được hấp thu vào bên trong tràn ra ngoài rồi bị viên đan dược hấp thu hết hấp thu hết thánh lực xong viên đan dược quay lại bàn tay của ngô bình rồi được anh cất đi sinh mệnh của các thánh đã cạn hơn nữa còn mất đi ý chí nên anh không thể đánh thức họ được nữa ngô bình thở dài rồi hành lễ với các thánh sau đó rời khỏi nơi này khi anh đi bàn tay phải nắm chặt thành quyền sau đó cả không gian đã thu nhỏ thành một chấm, mọi thứ bên trong đều hóa thành hư vô, bao gồm cả cơ thể của các thánh. Sau lần tiếp xúc này với thánh tộc, Ngô Bình đã có chút thu hoạch nên anh quyết định bế quan một thời gian để cảm nhận cảnh giới tiếp theo. Anh quay lại Thiên Cung rồi tìm một nơi yên tĩnh để tu hành. Cảnh giới thứ hai của Thiên Thánh có tên là cảnh giới Vô Cực. Cảnh giới Thái Sơ là giai đoạn quá độ của vũ trụ từ Vô Cực đến Hỗn Độn bây giờ Ngô Bình muốn thúc đẩy vũ trụ vào giai đoạn sớm hơn là cảnh giới vô cực. Trước đó anh không thể làm được điều này mà chỉ đạt đến Thái sơ thôi. Nhưng sự xuất hiện của Thánh tộc đã khiến anh cảm nhận được đạo lý bên trong. ầm uhm, khí tức Thái sơ lúc ẩn lúc hiện rồi tiến vào một trạng thái kỳ diệu hơn là vô cực. Lúc này thời gian không còn ý nghĩa gì nữa, dù một giây hay một trăm băm thì cũng như nhau. Vì thế trong cảm nhận của ngô bình trạng thái vô cực đã bị phá vỡ nó thu lại nhỏ xíu như một chấm nhỏ tất cả năng lượng và vật chất đều thu nhỏ lại như nguyên tử nhưng lại chứa sức mạnh rất lớn chấm này không có duy độ nó nhỏ đến mức vô hạn nhưng có sức mạnh vô biên đây là điểm sơ khai nhất của vũ trụ cũng là trạng thái bắt đầu của vũ trụ lúc này ngô bình cảm thấy hơi thiếu sức sức mạnh của anh không đủ để hình thành nguyên điểm cho nên, anh đã uống viên đan dược luyện chế từ thánh tộc vào. Quỳnh Có nhiều sức mạnh rót vào nguyên điểm hơn, nguyên điểm lập tức có sự thay đổi, sau đó nổ tung. Vũ trụ từ một điểm bé xíu không có không gian bỗng phình to lên vô hạn. Các sức mạnh và vật chất này đã trải qua phản ứng kỳ diệu rồi chính thức hình thành năng lượng của vũ trụ chính, đấy chính là sự chuyển hóa của hư thực. Sau đó, nó nhanh chóng trải qua vô cực, thái sơ rồi chuyển tiếp đến trạng thái hỗn độn. Cùng lúc đó, Ngô Bình đã đạt đến tầng thứ ba của thiên thánh là cảnh giới hỗn độn. Vũ trụ nhỏ của Ngô Bình không còn nhỏ nữa, giờ to đã vô cùng rộng lớn, đây chính là vũ trụ do Ngô Bình tạo thành. Nhưng vũ trụ này vẫn ở trạng thái hỗn độn, tuy năng lượng rất mỏng, song đó chính là năng lượng của vũ trụ chính. Không lâu nữa, vũ trụ này sẽ trở nên tối tăm và không còn năng lượng di động cũng không có biến đổi thời không. Chính là vì nó là vũ trụ hạng 2, còn cách tu luyện của Ngô Bình quá mức siêu phàm nên chẳng mấy nữa, vũ trụ của anh sẽ tắt. Vũ trụ tắt nhưng có một sức mạnh mịt mờ sẽ phóng ra và tiến vào cơ thể Ngô Bình. Đây chính là cảnh giới thứ tư của Thiên Thánh cảnh giới âm. Hiện giờ, vũ trụ của Ngô Bình đang ở trạng thái thôi miên hay còn gọi là vũ trụ âm. Nếu một ngày Ngô Bình có năng lực thắp sáng các vì sao trong vũ trụ thì anh có thể đánh thức nó và nhận được sức mạnh vô hạn mà nó mang lại. Khi Ngô Bình bế quan xong và đi ra ngoài thì anh phát hiện mình đã bế quan một tháng rồi. Anh vừa ra ngoài thì cảm thấy thế giới này thay đổi rất nhiều, sức mạnh trong người anh hơi bị áp chế. So với anh thì nhóm đường băng vân còn thảm hơn, ít nhất họ đã bị khống chế một phần ba sức mạnh. Người dân bình thường là khổ nhất, bỗng dưng họ lại bị bệnh, nhiều người mắc bệnh quái ác và chết rất nhanh. Đứa bé mới chào đời cũng cũng dễ bị chết yểu, chỉ có 3 trong số 10 trẻ có thể sống sót. Hơn nữa, khắp nơi trong không khí đều bốc lên mùi hôi thối, cây cỏ héo úa, vạn vật kém phát triển, thi thể nằm đầy rẫy, nhồi nhặng bay khắp trời. Ngô Bình đang ở trong thiên cung nên không có cảm nhận quá đặc biệt với bên ngoài nhưng sau khi rời khỏi đây rồi đến đại thế giới thái thanh hoặc đại lục hồng hoang thì đâu đâu cũng có xác chết và người bệnh nhiều người vốn có tu vi rất cao là cảnh giới chân tiên đạo quân thì giờ chỉ còn mạnh hơn người bình thường một chút linh dược sinh trưởng dưới đất đều biến thành độc dược ruộng lúa cũng chỉ còn một màu vàng vọt ăn vào là mắc ói cá dưới sông đều chết rồi nổi lềnh phình làm nước biến chất khiến cá tôm cũng chết theo nhưng những con cá hung dữ thì vẫn sống, chúng ăn thịt người nên có hình thể rất lớn. Nhưng Ngô Bình đã trải qua hết những chuyện này rồi, thậm chí còn tàn khốc hơn bây giờ. Đại kiếp thật ra chỉ là sự điều chỉnh quy luật của thiên đạo mà thôi. Trong con đường tu tiên nhân đạo mà Ngô Bình truyền thụ đã ghi chép về tình huống này, vì thế anh cũng có cách tu hành để chống lại nó. Từ người dân bình thường đến đạo tôn đều có cách ứng phó tương ứng. Khi đại kiếp đến, Tu sĩ ở khắp nơi phát hiện những người tu luyện con đường tu tiên nhân đạo đều không bị ảnh hưởng nhiều. Vì thế, các đại lục, thế lực lớn đều bắt đầu tu luyện theo. Con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình bắt đầu nổi như cồn, loáng cái đã có rất nhiều người đến thiên tiên giới tu hành. Nơi này chịu ảnh hưởng rất nhỏ của đại kiếp, thậm chí gần như không có nên đã trở thành thiên đường với các tu sĩ. Tin tức lan đi, các tu sĩ đều lũ lượt tu hành con đường tu tiên nhân đạo. Họ vốn là đạo quân, đạo tổ nên đương nhiên dù có tu hành lại thì tốc độ cũng nhanh hơn người bình thường, đây chính là lý do vì sao lượng tu sĩ ở thiên tiên giới tăng lên chóng mặt. Nhưng muốn nhanh chóng tăng thực lực ở đây thì phải có công đức. Bây giờ, vạn vật đều suy yếu, Ngô Bình đã giao một nhiệm vụ lệnh cho các thiên tiên xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh. Đại kiếp ở giai đoạn đầu rất đáng sợ. Dân chúng đã chết quá nửa, số còn lại thì cũng đều bệnh tật. Nhưng chỉ hơn chục ngày sau, những ai may mắn sống sót cũng đã dần thích ứng với môi trường mới. Ngô Bình cử một lượng lớn thiên tiên đi sắp xếp lại khu vực sống cho dân chúng lầm than, đồng thời phân phát gạo tiên mà anh từng tích trữ cho họ. Ngô Bình bắt đầu tạo ra các con rối y tiên rồi tới khắp nơi chữa bệnh cứu người. Thực lực hiện giờ của anh đã mạnh hơn các cường giả kỷ nguyên bình thường rất nhiều loáng cái anh đã tạo ra cả trăm triệu con rối chữa bệnh. Để giữ an toàn cho người dân, anh đã sai người tập trung hết họ lại. Dân chúng từ mọi nơi tập trung đến đại lục hồng hoang ngày càng nhiều. Một tháng sau, Ngô Bình dùng đơn vị tỉnh để hoạch định khu vực sống cho họ. Bên dưới tỉnh là Châu, Quận, Huyện, Trấn. Chẳng biết thế nào, anh đã xây dựng lại lãnh thổ của đế quốc thiên võ. Sau so ra thì các người nắm quyền cao của đế quốc Thiên đỉnh hoàn toàn phớt lờ sự sống chết của người dân, họ chỉ biết trục lợi cho riêng mình. Dân chúng ở nhiều nơi còn tuyên bố từ bỏ đế quốc Thiên đỉnh rồi gia nhập Thiên Võ. Nhưng điều phiền phức hơn là đúng lúc này, Tà Ma lại khởi động tấn công và đánh chiếm địa bàn của đế quốc Thiên đỉnh. Do đại kiếp nên tướng sĩ của đế quốc gần như đã mất lực chiến đấu nên binh bại như núi đổ. Trong khi đó, đại quân của tà ma thì hình như không bị ảnh hưởng gì, cho nên chúng đã đánh chiếm khắp nơi. Bất kỳ nơi nào cũng có dân chúng hay tướng sĩ bị tà ma nhập, thậm chí đến quan binh của thiên đỉnh cũng có. Phần lớn địa phận của đế quốc thiên đỉnh đã rơi vào tay giặc, diện tích của đế quốc bị thu nhỏ. Đại quan tà ma rất ngông nghênh, sau khi chiếm được phần lớn đế quốc thiên đỉnh, chúng lập tức bắt đầu đánh chiếm ra các phía, mà điểm đến đầu tiên chính là thiên võ khi đoàn quân con rối bị tà ma khống chế xuất hiện ở biên giới, Ngô Bình đã xuất hiện ở trên cao với dáng người cao lớn rồi cầm xào huyệt tà ma trong tay. Xào huyệt tà ma phóng ra một lực hút mạnh, các tà ma ở đây không chịu được nên đều bay vào trong, chúng nhanh chóng bay ra khỏi cơ thể của người dân và binh sĩ, sau đó bị hút vào trong xào huyệt rồi được luyện hóa thành sức mạnh. Loáng cái, tất cả tà ma đã bị tiêu diệt. Ngô Bình sai người sắp xếp cho những người đã trở lại bình thường, sau đó tiếp tục đi tìm các tà ma khác. Cứ thế, anh đã mất hơn tháng để quét sạc tà ma ở đế quốc thiên đỉnh và chiếm lấy những địa phần quốc thổ mà thiên đỉnh đã mất với tà ma. Đế quốc thiên đỉnh nhận được tin xong, tuy thấy mất mát nhưng cũng không làm gì được. Do đại kiếp, họ cũng không làm gì khác được. Các tu sĩ có tu vi cao một chút đều đã trốn hết, chờ khi đại kiếp qua đi mới xuất hiện. Sau đó, Ngô Bình dùng thân phận chân hoàng để thu phục các liên minh bộ lạc của hoàng triều Thiên Hành, họ đều gia nhập Thiên Võ. Đế quốc Thiên Võ và hoàng triều Thiên Hành của Mộc Thiên Tuyết đã làm một. Không những thế, các hoàng triều và quốc gia nhỏ ở xung quanh, thậm chí các thế lực tu hành cũng tuyên bố gia nhập Thiên Võ. Trong đại kiếp, ai cũng chỉ nghĩ cho riêng mình, chỉ có Ngô Bình đứng ra thu dọn tàn cục. Đúng lúc này, còn đường tu tiên nhân đạo cũng phát triển mạnh mẽ, tu sĩ ở đại lục hồng hoang đều tu luyện. Người ở thiên tiên giới ngày một đông, tu sĩ ở kim tiên giới cũng tăng theo. Càng nhiều thiên tiên ở thiên tiên giới thì nơi này càng mạnh, vào năm thứ hai của đại kiếp, số lượng tu sĩ ở đây đã vượt qua con số một tỷ, đại la đạo quân ở kim tiên giới cũng đã trên một triệu. Để nhận được công đức, các thiên tiên đều lao vào công cuộc xây dựng đất nước, từ cây ruộng, xây đường, cho tới quản lý và bảo vệ an toàn cho người dân. Trong lúc đó, Ngô Bình chỉ muốn phân ra thật nhiều hóa thân. Làm hoàng đế đâu có dễ dàng gì, việc lớn việc bé đều tới tay anh cả. Hơn một tháng sau, diện tích của đế quốc thiên võ đã chiếm 2 phần 3 đại lục hồng hoang, địa bàn mở rộng. So ra thì đế quốc thiên đỉnh chỉ còn lại một góc của Đông Bắc, diện tích chưa bằng một phần 10 của đế quốc thiên võ. Lẽ ra quản lý một quốc gia rộng lớn với số dân đông đúc là một việc rất khó, nhưng công đức của thiên tiên giới và kim tiên giới đã khiến các tiên nhân hạ phàm làm quan và làm đủ việc cho Ngô Bình. Dân số tăng lên thì số lượng thiên tiên cũng tăng lên trông thấy. Hiện giờ, dưới sự trị vì của đế quốc thiên võ, đã có cả nghìn tỷ người dân rồi. Trong một thời gian ngắn, Thái Thanh Kiếm Tông đã có thêm rất nhiều đệ tử hư tiên, chân tiên, đạo quân cũng có hơn nghìn, Đại đạo quân thì có 400, đạo tổ là 50. Số người đông lên, Ngô Bình chính thức xây dựng môn phái, thành lập Thái Thánh Tiên Tông ở Đại Lục Hồng Hoang. Thái Thanh Tiên Tông đã xây dựng rất nhiều nhà cửa, miễn ai đủ điều kiện thì đều được đăng ký gia nhập. Các đệ tử dưới cấp Thiên Tiên thì được Thái Thanh Tiên Tông cho về nhà tu luyện, còn đệ tử cấp thấp nhất tu luyện tại môn phái là đệ tử ký danh hoặc tạp dịch. Lên nữa là đệ tử cấp 1 cấp 2 và cao nhất là cấp 10. Một khi trở thành thiên tiên thì không theo phân cấp này nữa, mà sẽ theo một quy tắc khác. Sau khi Thái Thanh Tiên Tông thành lập, Côn Luân Kiếm Cung cũng đã gia nhập. Ngoài kiếm viện ra thì còn có viện võ, viện đan đạo. Con đường tu tiên nhân đạo phát triển thần tốc và có tầm ảnh hưởng rất lớn, các nhân tài đến từ nhiều đại lục khác đều xin gia nhập Thái Thanh Tiên Tông. Chờ khi đế quốc thiên võ ổn định lại thì Ngô Bình cũng chuyển các đan lâu như đan hoàng các đến đế quốc thiên võ ở đại lục hồng hoang. Cùng lúc đó, cuối cùng anh cũng đã nắm rõ cảnh giới đạo tổ và đạt đến cảnh giới cao nhất của cấp này. Tiếp theo, Ngô Bình sẽ đột phá cảnh giới đạo tôn. Đạo tôn và đạo quân là hai tầng cảnh giới khá giống nhau, hai cảnh giới không có khoảng cách lớn, chỉ như lớp 11 và lớp 12 của cấp 3 thôi nhưng đạo tổ với đạo tôn thì khác chúng có sự tranh lệch rất lớn đạo tôn là đại đạo trí tôn vừa cần hiểu rõ về đại đạo vừa phải tạo được ra con đường riêng cho mình lưu lại dấu ấn trong vũ trụ nói cách khác thì đạo tôn là cường giả có thể ghi lại trật tự trong kỷ nguyên khi ghi lại quy tắc trật tự của mình trong trời đất đương nhiên thực lực của người viết phải mạnh hơn nữa quy luật này còn phải không ngừng biến đổi theo thời gian và không bị ảnh hưởng từ người khác một đạo tôn viết được càng nhiều quy tắc trật tự thì thực lực càng mạnh. Khi trật tự vượt cao con số 5 thì có thể trở thành đại đạo tôn. Nếu con số này vượt qua 10 thì có thể ngưng tụ ra dấu ấn kỷ nguyên và thành một cường giả kỷ nguyên. Ngoài số lượng trật tự ra, sức mạnh của trật tự cũng có sự khác biệt. Sinh linh nào đạt tới cấp cao nhất thì là đại đạo trí tôn. Chỉ có 49 đại đạo trí tôn trong vũ trụ, mà trước đó đã có 45 đạo rồi. Vì thế chỉ còn lại bốn đạo, hết là không còn nữa. Khi đại đạo trí tôn đạt đến con số 49, hơn nữa có người có thể lĩnh ngộ được chúng thì người đó sẽ có cơ hội ngưng tụ ra rất nhiều đại đạo mạnh nhất. Đại đạo vô thượng chỉ có một, ai khống chế được thì đó chính là chủ của kỳ nguyên. Chủ của kỳ nguyên dù chỉ có một dấu ấn thì cũng có thể áp chế được hết các cường giả kỳ nguyên khác và trở thành người mạnh nhất có thể chống lại cường giả cấp vũ trụ. Lúc này Tâm trí của Ngô Bình đã kết nối với đất trời, anh cảm thấy có ba trong số 45 đại đạo chí tôn đang rời rạc. Điều này chứng tỏ đã chủ nhân của ba đạo này đã mất, ngoài ra còn có năm đạo tăng thêm sức mạnh, điều này có nghĩa là người tạo ra chúng còn sống, hơn nữa thực lực còn rất mạnh. Độ khó khi viết đại đạo chí tôn 42 và 43 khác nhau, số 43 khó hơn số 42 rất nhiều. Vì thế, Người viết số sau muốn dễ dàng viết đại đạo thì có thể phá bỏ các đại đạo vô chủ, mà ba đạo này chính là những ứng cử viên sáng giá. Xong, Ngô Bình không vội làm ngay, con đường tu tiên của anh chưa hoàn thiện hẳn, hơn nữa anh muốn ghi đạo võ thuật trước để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghĩ tới võ đạo, Ngô Bình đã liên lạc ngay với A Kỳ, A Kỳ, thành tựu hiện giờ của tôi đã đã là trình độ của cường giả kỷ nguyên rồi nếu giờ tôi thành đạo tôn đương nhiên sẽ mở đại đạo trí tôn cô nghĩ tôi có thể ghi võ đạo vào trong kỷ nguyên này được không a à, kỳ cười nói được chứ đó là công đức vô thượng ngô bình nhưng lý giải của tôi về võ đạo vẫn có hạn ví dụ thứ bên trong điện đường võ đạo thứ tư và thứ năm cần vào vũ trụ võ đạo mới có thể tu luyện a à, kỳ lần trước anh hỏi tôi có thể vào vũ trụ võ đạo tu hành hay không tôi bảo là được Bây giờ, tôi có thể mở cửa cho anh vào đó tu luyện lúc nào cũng được. Ngô Bình, thời gian của hai vũ trụ có khác nhau không? A à Kỳ, đương nhiên là khác, dù anh có sống ở kia bao lâu thì khi quay vềm thời ở đây mới chỉ trôi qua một lát thôi, cùng lắm là 15 phút. Ngô Bình cười nói, vậy giờ tôi đi luôn. A à Kỳ, nhưng anh không phải sinh linh của vũ trụ võ đạo, đến đó rồi sẽ dễ bị bài xích. Tôi sẽ sắp xếp cho anh một thân phận ở đó, thực lực của anh đủ mạnh rồi, tôi sẽ không giúp gì anh đâu. Đương nhiên tôi vẫn sẽ hướng dẫn cho anh. Ngô Bình, với thực lực hiện giờ, tôi đến đó đã phải là người mạnh nhất chưa? A à, Kỳ chưa, Vũ trụ Võ Đạo có 10 cường giả mạnh nhất, thậm chí họ còn có thể ra vào vũ trụ chính, còn anh làm được không? Ngô Bình ngẩn ra, ra vào vũ trụ chính ư? A à, Kỳ, đúng vậy có hơn trăm nghìn cường giả kỳ nguyên ở vũ trụ võ đạo. Ngô Bình há hốc miệng, mạnh thế ư. Tuy vũ trụ võ đạo cũng là vũ trụ hạng hai, nhưng nó có thể nhận được rất nhiều phóng xạ của vũ trụ chính nên mới dễ sinh ra nhân tài. Ngô Bình, các cường giả có thể ra vào vũ trụ chính mà cô kể có vai trò thế nào với vũ trụ chính? Họ chỉ là tu sĩ cấp thấp ở đó thôi, vì hiện giờ mới chỉ có ý thức của họ đến vũ trụ chính được, còn cơ thể thì không nếu cả cơ thể đến đó thì cũng biến mất rồi hết lối về thôi ngô bình ngẫm nghĩ rồi nói a kỳ cô sẽ sắp xếp thân phận gì cho tôi a kỳ thiếu gia của một gia tộc võ đạo đang xuống dốc người này vừa chết anh hãy dùng tạm thân phận đó rồi tu hành ở đây một thời gian ngô bình tu vi của tôi có bị ảnh hưởng gì không ban đầu tu vi của anh sẽ biết mất vì thế anh sẽ phải tự tu hành nhưng anh đã lĩnh hội được ba điện đường võ đạo không có mấy ai ở vũ trụ võ đạo có kiến thức sâu rộng hơn anh đâu ngô bình thở dài nói được rồi cô mở đường đi anh vừa nói dứt câu thì có một khoảng sáng xuất hiện trên cao rồi chiếu xuống người ngô bình ngay sau đó anh đã biến mất vì thời gian ở hai thế giới khác nhau nên anh không thông báo cho người nhà nữa mà đi luôn không rõ bao lâu sau ý thức của ngô bình đã dần trở nên mơ hồ khi anh mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một mái nhà tranh tồi tàn anh ngồi dậy thì thấy toàn bộ sức mạnh đã biến mất hơn nữa thể chất hiện giờ của anh còn rất yếu khắp người đều là vết thương thậm chí còn có độc tố trong cơ thể anh nhíu mày rồi gọi a kỳ giọng nói của a kỳ vang lên cơ thể của anh đang giống hệt cơ thể chủ nguy cấp lắm rồi nên anh cần phải hồi phục nhanh chóng Ngô Bình, A Kỳ, cô không thể cho tôi vào thân thể nào khỏe mạnh hơn à? A Kỳ, chịu thôi, cơ thể này của anh bị người ta đánh cho một trận rồi còn bị hạ độc nữa. Ngô Bình chẹp miệng, toàn thân anh đều đau nhức. Anh nói, cho tôi chút ký ức của tên này đi. Ngay sau đó, đã có một ký ức bi thương của một chàng thiếu niên 17 tuổi xuất hiện trong đầu Ngô Bình. Chủ của cơ thể này tên là Sở Hàn, thuộc một gia tộc võ đạo đang xa sút cụ thể hơn là con trai của vợ ba của gia chủ của nhà họ sở. Từ nhỏ cậu ấy đã bị dè biểu nên tính cách hơi hướng nội, không thích giao tiếp với mọi người. Nhưng khi 15 tuổi, sở hàn đột nhiên thức tỉnh một võ mạch cấp hoàng hiếm có. Từ đó, tu vi của cậu ấy tăng nhanh vọt, 17 tuổi đã thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ của gia tộc. Gia chủ sở trường canh cũng rất tán thưởng và cho cậu ấy nhiều tài nguyên hơn. Đại phu nhân và con trai mình là Sở Toàn thấy thế thì lo lắng nên muốn giết Sở Hàn, nhưng vì có Sở Trường canh bảo vệ cậu ấy nên họ không dám và chưa tìm được cơ hội ra tay. Cuối cùng họ đã nghĩ ra một cách là nhận nuôi một cô gái xinh đẹp rồi cho cô ta kết thân với Sở Hàn, khi hai người có tình cảm sâu đậm với nhau, cô gái đã lén hạ độc vào đồ ăn của Sở Hàn, khiến thể chất của cậu ấy ngày càng yếu đi. Thành ra, hôm tỉ thí vào ngày hôm qua, Sở hàn đã bị bác hai của mình là sở thiết đánh cho bị thương nặng, ngoài ra chất đầu còn phát tác nên cậu ấy đã mất mạng. Khi sở hàn vừa chết, đột nhiên thi thể đã biến mất một cách kỳ lạ, cùng lúc đó có một tia sáng ánh lên trong phòng ngủ của cậu ấy, Ngô Bình đã thay thể thân phận này. Sau khi biết hết mọi chuyện, anh lắc đầu nói, sở hàn này đáng thương quá, vừa làm cá chép hóa rồng không lâu đã bị người ta hại chết, vừa nhìn đã biết không có hào quang của nam chính. A à Kỳ, thân phận này rất bình thường nên sẽ không khiến người khác quá chú ý. Ngô Bình, được rồi, nhưng giờ tôi chết đi sống lại thì cần có một lý do nào đó chứ? Nhưng anh lại chẹp miệng nói tiếp, thôi kệ đi, giải độc trước đã. Đột nhiên có một người phụ nữ mở cửa đi vào, gương mặt bà ấy đẫm lệ, vẫn còn trong tâm trạng đau đớn vì mất đi đứa con trai. Người phụ nữ tên là Lâm Tiên Nhụy, gần 40 tuổi và có dung nhan diễm lệ. Trước kia, bà ấy từng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất thành, nếu không sở trường canh đã chẳng để mắt tới. Nhưng khi mở cửa ra, Lâm Tiên Nhụy đã phải xứng người. Bà ấy nhìn sở hàn đang ngồi ở mép giường rồi chố mắt ra, sau khi xác định đây là người thật chứ không phải ảo giác, bà ấy bật khóc nói, hàn nhi, con chưa chết ư. Bà ấy chạy tới rồi ôm chầm lấy con trai mình, tuy đã có ký ức của chủ cơ thể này, nhưng với Ngô Bình mà nói thì người phụ nữ này vẫn là người xa lạ, anh thấy hơi lúng túng rồi vội nói, "Đau quá." Lâm Tiên Nhụy vội buông tay rồi hỏi, "Hàn Nhi, con đau ở đâu, để mẹ xem nào." Ngô Bình hắng giọng nói, "Mẹ, ờ, mẹ đi mua ít thuốc cho con được không?" Lâm Tiên Nhụy, "Được, con cần thuốc gì để mẹ đi mua luôn?" Ngô Bình lén nói với A Kỳ, "Cho tôi xin thông tin về dược liệu của nơi này cái." không thì tôi không kê đơn được. Ngay sau đó, tất cả ký ức về dược liệu đã dội vào đầu anh. Ngô Bình nhanh chóng kê một đơn thuốc rồi viết lại, sau đó đưa cho Lâm Tiên Nhụy. Mẹ, trên người con có vết thương nên mẹ đi mua thuốc về đây cho con chị thương nhé. Lâm Tiên Nhụy ngạc nhiên hỏi, Hàn Nhi, con biết y thuật à? Ngô Bình không muốn giải thích nhiều nên nói, mẹ đi mua thuốc đi đã, không thì con không giữ được mạng đâu. Ừ, mẹ đi ngay. Bà ấy đang quay người bỏ đi thì Ngô Bình gọi với lại, mẹ đừng cho ai biết tin con vẫn còn sống vội, con cần chị thương đã. Lâm Tiên nhụy gật mạnh đầu rồi đi mua thuốc. Sau đó, anh hỏi A Kỳ, xác của sở hàn đâu? Bị tiêu hủy rồi, để lại dễ bị lộ lắm, cô ấy giải thích. Ngô Bình, thể chất này của tôi mạnh hơn võ mạch cấp hoàng của sở hàn. A Kỳ, không sao, anh chỉ cần tu hành thôi, miễn đừng thể hiện cấu thì sẽ không bị vũ trụ võ đạo phát hiện ra đâu. Ngô Bình, làm sao mới dung nhập vào vũ trụ này được? A à Kỳ, đơn giản thôi, chờ anh rèn luyện và ngưng tụ được võ hồn xong thì quy luật thiên địa sẽ ghi lại về anh. Sau đó, anh sẽ chính thức là võ giả ở vũ trụ này. Ngô Bình, được rồi, cũng không khó lắm. Nhân lúc Lâm Tiên Nhụy chưa về, Ngô Bình đã lục tìm trong ký ức để hiểu rõ về tu hành ở đây. Tu hành ở đây chia thành trúc cơ, tôi thể, võ hồn và võ đạo. Cảnh giới tôi thể khá dễ luyện, cảnh giới võ hồn thì khá thú vị, không khác cách tu luyện trước kia của anh là mấy. Cường giả võ hồn ở thế giới này mạnh hơn người bình thường rất nhiều, người có thể ngưng tụ ra võ hồn trong thiên hạ chắc chỉ chiếm một phần năm nghìn. Vì thế họ được gọi là võ sư, địa vị cực cao. Cảnh giới tôi thể khá dễ, hầu hết mọi người đều có thể tiến vào cảnh giới này. Đương nhiên, không phải cả 10 tầng cảnh giới thuộc tôi thể đều dễ, chỉ có tầng thứ nhất thôi, sau đó độ khó sẽ tăng lên dần. Sau 10 tầng cảnh giới võ hồn thì có thể tiến vào cảnh giới võ đạo, theo mô bình thấy thì cảnh giới này khá giống đạo quân. Tu luyện xong 3 tầng đầu thì thực lực ngang đại đạo quân, tu luyện xong 6 tầng thì ngang với đại đạo tôn tu sĩ cảnh giới võ đạo được gọi là tông sư võ đạo, mỗi tầng đều có một tên gọi riêng. Khoảng nửa tiếng sau thì Lâm Tiên Nhụy đã quay lại, bà ấy đã mua đủ thuốc mà Ngô Bình cần. Anh chọn vài loại trong số đó rồi bảo Lâm Tiên Nhụy chuẩn bị ấm sắc, khi nước đủ nhiệt, anh bắt đầu cho thuốc vào. Chờ nước sôi, anh lại cho thêm vài vị thuốc rồi chỉnh lửa to hết cỡ. Mười phút sau, anh rót thuốc ra rồi uống luôn. Cùng lúc đó, anh lấy một ít thuốc rồi bảo lâm tiên nhụy cho vào một cái thùng nước nóng cho mình ngâm người thấy thế lâm tiên nhụy không khỏi lo lắng hỏi hàn nhi hay để mẹ gọi thầy thuốc mẹ quen vài người nổi tiếng lắm ngô bình lắc đầu mẹ con biết y thuật nên không cần gọi ai cả không ai hiểu con bằng mẹ lâm tiên nhụy đành nói hàn nhi con cứ như thành một người khác rồi ấy ngô bình không khỏi thấy cảm thông với người phụ nữ này bà ấy không hề biết thật ra con trai mình đã chết thật rồi. Nhưng trực giác của người mẹ đã mách bảo cho bà ấy biết con trai mình có gì đó khang khác. Ngô Bình cười nói, mẹ, con ổn mà, nhưng con đã đi một vòng trước cửa môn quan nên đã thông suốt nhiều vấn đề. Lâm Tiên nhụy thở dài một hơi rồi vuốt ve mặt con trai mình, Hàn Nhi, con đừng buồn chuyện tỉ thí nữa, chỉ là một cuộc so tài thôi mà, chẳng nói nên điều gì cả con có võ mạch cấp hoàng thì sau này chắc chắn sẽ có thành tựu hơn họ. Ngô Bình gật đầu, mẹ đi nghỉ đi, con ngâm mình thêm một lúc, chắc mai là khỏe thôi. Tuy Lâm Tiên Nhụy đã rời đi, nhưng vẫn túc trực ở phòng bên canh, nếu Ngô Bình cần thì bà ấy sẽ vào giúp ngay. Nhờ thuốc uống và ngâm mình nên Ngô Bình cảm thấy chất độc trong người mình đã được loại trừ. Tôi đến, anh đi ra ngoài rồi sắc thêm một ấm thuốc nữa, sau đó thay nước thuốc trong thùng để ngâm mình tiếp. Đến ngày hôm sau, chất độc trong người anh đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ, anh mới thể tu luyện công pháp của vũ trụ võ đạo. Tuy sở hàn này đã hoàn thành cảnh giới trúc cơ và lên tầng thứ ba của cảnh giới tôi thể, nhưng Ngô Bình không biết rõ về quá trình tu hành nên anh cần tự tu luyện lại tầng bước để cảm nhận. A kỳ, tôi muốn đột phá trúc cơ, cô giúp được không? A kỳ, tôi đã bảo rồi, anh phải tự thân vận động thôi, tôi không giúp được. Ngô Bình thở dài nói, được rồi, tôi đành dùng những thứ học được trong điện đường võ đạo để tự đột phá vậy. Trong điện đường võ đạo có ghi chép về cách đột phá trúc cơ, trong đó cách tu luyện tầng thứ nhất của trúc cơ có tên là thiên canh 36 thức. Cách này rất đơn giản, nhưng có yêu cầu khá cao về thể chất. Cách này giúp bồi dưỡng nguyên khi qua việc luyện tập 36 chiêu thức, Giúp hồn thể mạnh mẽ hơn, mỗi chiêu đều cần dùng một phương thuốc. Ngô Bình là thầy thuốc nên đã sửa đổi lại các phương thuốc này một chút để tăng hiệu quả cho chúng, đồng thời anh cũng sửa qua lại 36 chiêu thức để chúng đơn giản nhưng có hiệu quả cao hơn. Mỗi chiêu thức ứng với 1 giờ nên anh cần số thời gian tương ứng để luyện. Sáng sớm, Lâm Tiên Nhụy đã đi mua thuốc. Sau đó, bà ấy cầm một mấy cái túi lớn toàn dược liệu quý về vì giá quá cao nên bà ấy đành mượn tiền nhà mẹ đẻ, thậm chí còn bán ít nữ trang thì mới mua đủ dược liệu Ngô Bình cần. Ngô Bình không hề biết những chuyện này, anh chỉ nói những loại thuốc mình cần là Lâm Tiên Nhụy đi mua ngay. Ngô Bình cũng không vội, vì dù anh có ở đây bao lâu thì thời gian ở bên ngoài cũng chỉ trôi qua hơn chục phút thôi, vì thế anh quyết định sẽ cung cố tu vi thật vững vàng. Dưới sự hướng dẫn của Ngô Bình, Lâm Tiên Nhụy đã sắc nhiều ấm thuốc, còn Ngô Bình đứng dưới ánh mặt trời để tu luyện thiên canh 36 thức. Mỗi khi hoàn thành một chiêu thức, cơ thể anh lại có thêm một sức mạnh. Khi anh luyện đến sáng ngày hôm sau thì đã hoàn thành hết các chiêu thức, sau đó anh cảm thấy người mình tràn đầy sức lực. Lâm Tiên Nhụy đã một ngày một đêm không chợp mắt, thấy thể trạng của Ngô Bình tốt lên, bà ấy vui mừng nói, Hàn Nhi, mẹ thấy sắc mặt con khá lên rồi đấy. Ngô Bình cười nói, mẹ đi nghỉ đi, Việc còn lại cứ để con. Đúng lúc này, đột nhiên có người đạp cửa xông vào, sau đó cất cái giọng khàn như vịt được lên, "Tam phu nhân, sao bà vẫn chưa chuyển ra ngoài?" Nghe thấy giọng nói ấy, Lâm Thiên nhụy vội lên tiếng, "Hàn Nhi, con đừng ra ngoài, để mẹ ra xử lý ông ta." Nói rồi, bà ấy vội vã đi ra ngoài sân, người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên có dáng người thấp bé, béo tròn ông ta mặc một chiếc áo bảo màu đen đôi mắt hít tịt của ông ta liếc nhìn lâm tiên nhụy rồi lạnh giọng nói tam phu nhân lão gia hạn cho bà phải chuyển đi trong vòng ba ngày cơ mà giờ đã là ngày thứ tư rồi bà mà không đi thì tôi cho người đuổi đấy lâm tiên nhụy hà quản gia năm xưa tôi đối xử với ông không đến nỗi nào ông không thể để tôi ở thêm vài hôm được sao đồ trong nhà nhiều quá tôi phải dọn xong thì mới đi được hà quản gia cười phá lên sau đó lại liếc nhìn khắp người lâm tiên nhụy sau đó ông ta quay người đóng cổng lại rồi thấp giọng nói tam phu nhân giờ lão gia đã quá thất vọng với bà rồi tôi muốn giúp cũng không được nói rồi ông ta tiến lên rồi cầm tay lâm tiên nhụy phu nhân chúng ta vào nhà nói chuyện đi lâm tiên nhụy run lên rồi hất tay ông ta ra nhưng ông ta nắm quá chặt nên bà ấy hoảng loạn nói hà quản gia ông đừng như vậy lão gia biết thì sẽ không tha cho ông đâu hà quản gia cười lạnh nói bà không chăm sóc tốt cho sở hàn khiến một thiên tài của gia tộc mất mạng lão gia đã quyết định đuổi bà đi rồi bà tưởng sau này ông ấy còn nghĩ đến bà ư tam phu nhân tôi luôn thích bà chỉ cần bà đi theo tôi thì tôi đảm bảo bà sẽ không phải lo về cuộc sống sau này hơn nữa bà không cần về nhà mẹ đẻ tôi sẽ xếp cho bà một căn nhà rồi nuôi bà được không khốn kiếp bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra. Nghe thấy câu nói của Hà quản gia, đến một người ngoài như Ngô Bình cũng thấy bất bình. Mấy ngày qua, Lâm Tiên nhụy chăm sóc anh rất chu đáo, vì thế anh không thể trơ mắt nhìn bà ấy bị bắt nạt được. Hà quản gia cũng khá có quyền lực trong gia tộc, hơn nữa còn ở phe của đại phu nhân, vì thế luôn rất hống hách. Khi ông ta nhìn thấy Sở Hàn đi ra thì không khỏi hoảng sợ, "Sở Hàn, cậu chưa chết ư?" ngô bình ông chưa chết thì sao tôi chết được hà quản gia gật đầu giỏi lắm giờ cậu mau theo tôi đi gặp lão gia để nói cho rõ ngô bình ông bảo tôi đi thì tôi phải đi à hà quản gia cao mày thiếu gia nhà họ sở đã cho người đi khắp nơi tìm cậu lão gia rất bực đấy ngô bình đó là việc của tôi còn ông ai cho ông dám có ý đồ với mẹ tôi hả Hà quản gia đảo mắt nói, cậu nói gì, tôi không biết. Ngô Bình tiến lên rồi túm cổ áo ông ta. Hà quản gia cười khẩy, ông ta là cao thủ tầng thứ năm tôi thể nên không coi Ngô Bình ra gì. Vì thế, ông ta trở tay định đánh ngã Ngô Bình ra đất. Xong, võ thuật của anh hơn hẳn ông ta, anh lách người sang một bên rồi tung một cú đấm vào bụng của Hà quản gia. Dù đã bị áp chế tu vi, nhưng thể chất của Ngô Bình vẫn hơn bình thường, huồng hồ anh còn vừa luyện xong tầng thứ nhất của chúc cơ nên cú đấm này của anh đủ làm hỏng hết lục phủ ngũ tạng của người khác. Hự, hà quản gia bị đánh gặp người, gãy mất ba cái xương sườn. Ngô Bình nhân đó đá bay ông ta, làm hà quản gia đau đến mức gọi cha kêu mẹ. Cầu nô tài, ai cho ông dám bắt nạt mẹ ta? Ông mà không nói thì ta sẽ đánh chết luôn, Ngô Bình bồi thêm một cú đá vào đầu hà quản gia. Hà quản gia không còn sức phản kháng nên đành nói, đừng đánh nữa, tôi nói, là đại phu nhân. Ngô Bình cười mỉa, quả nhiên là bà ta. Sau đó, anh hỏi tiếp, tay phải của ông đã động vào người mẹ tôi, phải chặt. Phang, xương cổ tay của Hà quản gia nát vụn, ông ta đau đến mức suýt ngất xỉu. Ngô Bình đá thêm vài phát nữa vào người ông ta rồi nói, biến ngay, đừng để tôi thấy mặt ông nữa. Hà quản gia gần như phải bỏ đi, chờ ông ta đi rồi, Ngô Bình mới nói, mẹ, đại phu nhân đã nhắm vào chúng ta, trước đó con tỉ thí rồi bị thương cũng là âm mưu của bà ta đó. Lâm Tiên Nhụy ngạc nhiên nói, là kế hoạch của bà ta ư. Ngô Bình gật đầu, lúc trước, con rất thân với con gái nuôi xuân kỳ của bà ta còn gì. Chính cô ta đã lén hạ độc con. Lâm Tiên Nhụy tức đến mức run lên, đồ đàn bà độc ác mẹ phải đi tìm lão ra để kể cho ông ấy biết ngô bình lắc đầu mẹ giờ bà ta đang mạnh nên mình không thể đối đầu trực diện được mẹ cho con thêm một chút thời gian chờ con khôi phục tu vi rồi thì chúng ta không phải sợ bà ta nữa lâm tiên nhụy ngẫm nghĩ rồi nói nhưng con đã đánh hà quản ra thì mẹ lo bà ta sẽ tới gây sự với mình đấy ngô bình đại phu nhân quỷ kế đa đoan nên phải ủ kỹ mưu mới tới vì thế chắc chúng ta sẽ có vài ngày để chuẩn bị. Trong thời gian đó, con sẽ khôi phục thực lực. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo của Trúc Cơ. Ở tầng cảnh giới này, anh cần nhiều dược liệu quý nên cần rời khỏi sở phủ để đi mua. Xong, anh lại không có tiền nên đành mượn lâm tiên nhụy. Có bao nhiêu tiền là bà ấy đưa cho anh hết. Thành trì nơi nhà họ sở đang sinh sống có tên là Thành Bạch Mộc. Thành này có hơn trăm nghìn dân, xung quanh có khá nhiều thôn trấn bạch mộc là thành nhỏ nên nhà họ sở được coi là thế lực mạnh thứ hai ở đây gia tộc mạnh nhất là nhà họ dương trong thành có một hiệu thuốc tuy dược liệu không nhiều nhưng ngô bình cũng không còn sự lựa chọn nào khác khi anh đến hiệu thuốc thì thấy mặt tiền hiệu thuốc rất lớn bên trong có một quầy thuốc dài chứa hơn nghìn loại dược liệu ngô bình lấy đơn thuốc mà mình đã viết ra rồi đưa cho chủ hiệu thuốc ông chủ tôi cần mua những loại này ông chủ là một người đàn ông trung niên mặc áo bảo vàng trông ông ấy rất có khí thế gương mặt thì luôn tươi cười ngô bình vừa đến ông ấy đã ra tiếp đón cậu sở cậu không sao à rõ ràng chuyện ss bị đánh chết đã đồn xa chủ hiệu thuốc này cũng biết ngô bình không sao tôi chỉ bị thương nhẹ thôi giờ đi mua thuốc về chị thương đây ông chủ cầm lấy đơn thuốc nhìn rồi ngạc nhiên nói cậu sở sao toàn thuốc quý thế này chỗ chúng tôi tạm thời không có. Nếu cậu cần thì tôi sẽ nhập hàng ngay, chờ vài ba ngày là có. Ngô Bình, không sao, tôi chờ được. Ông chủ tính tiền xong rồi nói, của cậu hết 1.550 tiền vàng. Ngô Bình không ngờ là đắt như thế, anh chỉ có 15 tiền vàng chắc chỉ đủ mua được một loại. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi đặt cọc trước, chờ thuốc về rồi thì tôi sẽ trả ông nốt, audio điện tử võ tấn bền hết tập 140